Mặt trăng đỏ tập 7 nhìn dòng suối máu đang phun trào, em gái khẽ liếm môi một cái. Sau đó cô bé giang hai cánh tay nho nhỏ của mình ra, nhẹ nhàng ôm lấy cái chân bị thương của lục tân. Tư thế của cô bé giống hệt như lúc cô bé ôm gấu con, hơn nữa còn đông đưa nhẹ nhẹ, anh trai đừng khóc, vết thương sẽ không còn đau nữa. Tại thời khắc cô bé chạm vào lục tân, lục tân lập tức cảm nhận được cơ thể như đang được thứ gì đó lạnh lẽo bao lấy, miệng vết thương chỗ đùi quả nhiên không còn đau nữa thậm chí còn cảm thấy từ miệng vết thương truyền tới cảm giác hơi hơi sản khoái khiến người ta thấy cực kỳ phấn khởi. Điều này đã đánh thức đầu óc lục tân, cơ thể hắn hơi vặn vẹo một chút, bằng một góc độ không thể nào tưởng tượng nổi, hắn thuận lợi đẩy cái thùng xe bị đánh nát ra, linh hoạt bò ra ngoài, khi hắn đứng dậy được, vết thương trên đùi đã co rút lại, ngăn không cho máu tiếp tục chảy ra ngoài, hệt như đã được băng bó kỹ càng. Thậm chí cái cảm giác đau đớn khó nhìn kia cũng bị cắt đứt, không kích thích thần kinh của Lục Tân tiếp nữa. Lục Tân, ngươi có thấy nguồn ô nhiễm số hiệu 0420? Lúc này, Trần Tinh cũng đã bò được ra khỏi xe, thời gian không trên hắn bao nhiêu. Cô vừa nhìn về phía Lục Tân, vừa nhỏ giọng gọi. Lục Tân quay đầu thì thấy bộ dạng lúc này của cô cũng có hơi chật vật. Đầu tóc ngay ngắn, chỉnh tề đã trở nên hỗn độn, tay trang màu đen cũng dính vô số bụi bặm và vết dầu mỡ phần áo sơ mi trắng phía trên cơ bụng bằng phẳng xuất hiện một mảng lớn màu đỏ thẫm. Một mảnh vỡ trông giống như bản điện tử gần như sắc mổ banh bụng cô, nhưng lúc bấy giờ, người phụ nữ này lại hoàn toàn chẳng có vẻ gì là để ý tới vết thương của mình. Cô vừa dùng sức kéo bộ đàm lắp bên cạnh tay lái, vừa nhìn về phía trước, phía trước mặt cô đúng là chiếc xe mà Tần Nhiên đã chất thùng kính lên, hơn nữa động tác của tên Tần Nhiên kia không có vẻ gì là khẩn trương, nhưng hắn cũng chẳng để phí dù chỉ một giây lúc này xe đã được khởi động hắn đạp chân ga vọt thẳng về phía trước đang binh còn cử động nổi không lúc này trần tinh đã gọi thẳng danh hiệu của lục tân cô nghiến răng quay đầu nhìn sang anh lục tân gật đầu ánh mắt cũng dõi theo chiếc xe kia một cách gắt gao dù là sự xuất hiện đầy khó hiểu của tên tần nhiên hay là hành vi dùng lựu pháo công kích xe jeep của hắn tất cả đều khiến lục tân vô cùng tò mò dưới tình huống có em gái ở ngay bên cạnh như vậy tất nhiên là phải bắt tên này lại rồi nhưng khi hắn còn chưa kịp làm gì, em gái đã kéo kéo ống tay áo của hắn trước. Khi Lục Tân quay đầu lại nhìn, hắn bỗng thấy ớn lạnh cả người. Vừa nãy, trong quá trình Lục Tân và Trần Tinh còn đang vùng vẫy bò ra khỏi thùng xe thì bên cạnh đường cái, vài chiếc xe từ nãy đến giờ vẫn đứng yên, không hề di chuyển trong suốt cục diện hỗn loạn này bỗng đồng loạt mở cửa, từ trên xe bước xuống vài người, trong số họ có người gầy gò ốm yếu, có người khỏe mạnh cường tráng, quần áo trên người họ cũng không giống nhau có người ăn mặc như dân văn phòng, cũng có kẻ mặt mày đầy mỡ hệt như ông chủ lớn của công ty. Nhưng điều lạ lùng là động tác của họ lại cực kỳ nhịp nhàng, đồng đều. Có người bước ra phía sau, mở cốc xe lên, có người mở cửa ghế sau ra chui tọt vào, rồi lại mở cánh cửa đối diện ra, cũng có kẻ trực tiếp ôm lấy một món đồ bằng kim loại đặt lên phía trên mui xe. Thứ mà họ lấy, hoặc đẩy ra đều cùng một loại. Phía trước là sáu nòng súng được gắn lại với nhau bằng vòng kim loại, phía sau là thân súng nặng nề được phun sơn đen một băng đạn loang lỗ vết sơn xanh được nhét chặt vào bộ phận tiếp đạn phía trên thân súng phía sau nữa là những gương mặt vô cảm đang đỡ lấy bán súng sáu nòng súng bằng đồng đen thui như mực xếp thành hàng đồng loạt chĩa vào lục tân và trần tinh từ đủ mọi vị trí khác nhau cũng có vài họng súng chĩa vào xe của các đội điều tra khác trần tinh như phát hiện ra điều gì cô bỗng hít sâu một hơi động tác lấy bộ đàm ra cũng dần chậm lại cô biết đó là cái gì sau khi thiên tai xảy ra trong công cuộc đối phó với những kẻ điên không chỗ nào là không có mặt trên khắp thế giới nó đã lập được công lớn bởi vì lực sát thương quá lớn nên nó đã tạo thành ấn tượng không thể phai mờ cho bất cứ ai sau khi được chứng kiến hỏa lực tuyệt vời của nó sau trận thiên tai từng có khoảng thời gian nó là thứ vũ khí được các đội tầm đồ hoang dã và đoàn kỵ sĩ hoang dã yêu thích nhất Tốc độ bắn mỗi phút có thể lên tới 6.000 viên mô phỏng theo súng máy ổ quay nhiều nòng hạng nặng M163. Đây là vũ khí chuyên dụng cho việc tàn sát, mà hiện tại, ở đây có ít nhất 6 cái vũ khí như vậy đang xếp thành hình quạt chỉ thẳng về phía cô và lục tân. Kẻ gọi là tần nhiên kia đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy mọi việc ở đây. Hắn đã nghĩ tới trường hợp có thể bị họ truy đuổi, quyết định không để bất cứ ai sống sót, giờ phút này, ngay cả cô cũng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Chương 137, mẹ lại xuất hiện cạch cạch. Bỗng nhiên, tất cả nòng súng đồng loạt chuyển động, phun ra ngọn lửa màu xanh lam. Dường như mặt đất, toàn bộ xe cổ xung quanh và cả lan can hai bên đường đều rung lên cùng một lúc, đứng trên mặt đất cũng có thể cảm nhận được cảm giác ngứa ngáy, dường như có dòng điện đi qua cả cơ thể mình, chóp mũi tràn đầy mùi thuốc súng nồng nặc, không khí bị xé toạc thành từng mảnh. Theo đó là viên đạn của phe khủng bố lao ra khỏi nòng súng, tạo thành một chuỗi lỗ thủng trên mặt đất, trên dòng xe cộ xung quanh. Những người bảo vệ đằng trước và đằng sau phát hiện ra hiện tượng lạ, cả những nhân viên vũ trang gấp rút lao ra khỏi xe, có ít nhất là 4, 5 người, không có một chút phòng bị nào, cứ thế đứng giữa làng hỏa lực kinh khủng. Phục, 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 máu tươi bắn tung tóe, áo chống đạn trên người họ dường như không hề có tác dụng, bị bắn phá thành một mảng máu thịt lẫn lộn. Mà đây mới chỉ có một chiếc súng máy xoay nòng chỉa vào họ, ở một hướng khác, sáu chiếc súng máy xoay nòng cùng chỉa vào Lục Tân và Trần Tinh, họ như bị làng mưa đạn bao phủ, nghe thấy tiếng máy đinh tai nhức óc, như thể một đàn ông bắp cày ùng ùng kéo tới, che lấp cả bầu trời. Trong khoảnh khắc bị bao phủ giữa làng mưa đạn, Lục Tân cũng cảm thấy tuyệt vọng, hắn không có hiểu biết sâu sắc về loại vũ khí này như Trần Tinh, nhưng cũng đã từng nghe nói về nó nhưng cho dù có nghe thêm nhiều lần đi chăng nữa, khi một thứ vũ khí nóng kinh khủng như vậy chỉ về phía mình, hắn mới ý thức được mức độ đáng sợ của nó, tiếng ồn ào chói tai, tiếng súng máy xoay nòng như thể ma quỷ, tiếng viên đạn lao ra khỏi nòng súng, thậm chí còn có cả tiếng vỏ đạn không ngừng rơi xuống đất. Những tiếng động này rõ ràng không thể nghe được cùng một lúc, nhưng trong khoảnh khắc này lại rõ ràng tới lạ thường, người hệ nhận có thể tránh đạn, nhưng cũng phải xem là trong tình huống nào, đạn thuộc loại gì. Giờ đây, khi đối mặt với khoảng 5, sáu súng máy xoay nòng hạng nặng, đối mặt với hỏa lực cùng ùng kéo tới, hắn chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, thân thể cũng rung động theo, dường như mất đi tất cả khả năng suy tính, hắn chỉ cảm thấy một luồng khí tàn phá đang bao phủ quanh thân. Phục 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 phục. Trong tai lục tân đầy rẫy âm thanh đạn bay xé nát không khí, trong họng súng đen ngòm của năm chiếc súng máy xoay nòng cách đó 3, 4 mét, dường như có vô số con rắn lửa đang gầm rú, lao về phía hắn bức xạ nhiệt phả thẳng vào mặt mang theo mùi diêm tiêu gây mũi thình thịch ngay thời khắc này trái tim vốn đang co rút lại của lục tân lại đập mạnh hơn một chút rất đau nhưng lục tân lại cảm thấy quen thuộc đó là cảm giác tuyệt vọng theo bản năng hắn có phần vô lực nâng bàn tay của mình lên che ở trước mặt đứa bé ngốc nghếch này rõ ràng hắn cảm nhận được có vô số viên đạn bay về phía mình nhưng hắn không hề bị thương. Khi cảm giác tuyệt vọng này đạt tới cực điểm, Lục Tân lại mơ hồ cảm giác được có một cái bóng đi tới trước người mình. Cảnh tượng này khiến hắn cảm nhận được một loại cảm giác an toàn khác thường, hắn chậm rãi mở mắt ra theo bản năng. ngẩng đầu lên, đón lấy ngọn lửa xanh lam lóe lên từ nòng súng ga liên, hắn thấy được bóng dáng tao nhã tinh tế của mẹ. Chân bà đi một đôi giày cao gót mạ vàng, đầu đội mũ dạ bản rộng màu xám tro. Trên cổ bà đeo một chuỗi dây truyền bạch kim đơn giản nhưng sáng lấp lánh, cả người toát ra khí chất cao quý trang nhã khó để diễn tả thành lời, tạo nên sự tương phản mãnh liệt với khung cảnh hỗn loạn, xe cộ nghiêng ngã, ánh lửa bùng trời, đạn bay vùng vụt đằng sau, bà nhẹ nhàng bước tới, hơi không lưng, ôm lấy lục tân và cả em gái. Vô số viên đạn đang gào thép lao tới, đâm vào người của bà, mỗi một viên đạn kia đều có thể xuyên qua tấm thép, thậm chí còn có khả năng làm một người sống phải tê liệt nhưng cho dù vô số viên đạn bắn vào người mẹ, không một viên nào có thể xuyên qua cơ thể hắn, còn mẹ lại dùng thân thể che chắn toàn bộ số đạn, không sót dù chỉ một viên, sau lưng bà, máu tươi bắn tung tóe, đỏ thẫm một mảnh. Làng mưa đạn không thể đếm nổi trút xuống người của mẹ, khiến cho cơ thể bà rung lên nhẹ nhẹ, giống như mỗi khi nguồn điện không ổn định, chiếc máy tính để bàn trong phòng làm việc sẽ xuất hiện những hình ảnh lóe lên, các đường ngang dọc giao nhau và cả những đốm màu sắc thay đổi bóng dáng của mẹ lúc này tuy đẹp đẽ nhưng lại không chân thực nhưng bà xuất hiện trước mặt hắn dùng chính cơ thể mình làm khiên chắn đỡ tất cả đạn cho lục tân và em gái lục tân còn có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa của những viên đạn đang oanh tạc trong người bà viên đạn có thể xé nát tất cả phá hủy mọi thứ thành mảnh vụn nhưng mẹ vẫn đứng đó không hề động đậy cứ tùy ý để đạn găm vào người mình trên gương mặt được trang điểm tinh tế của bà thậm chí còn nở nụ cười nhẹ nhàng và cả ý cười quỷ dị quái đản, hưng phấn lạ kỳ nào đó. Chương 138, năng lực của Trần Tinh trong tiếng nổ của đạn, bà Như Thể đang oán giận, nói với Lục Tân, không phải đã dặn con rằng không thể để bản thân mình bị bắt nạt hay sao? Tại sao vẫn đẩy mình vào cảnh nguy hiểm như vậy? Trong khoảnh khắc này, trong lòng Lục Tân tràn đầy cảm giác khác thường, nhưng trong giây lát, hắn không biết phải nói gì. Đó là lúc đầu, Trần Tinh cho rằng mình chết chắc rồi tiếng súng nổ chói tai là âm thanh cuối cùng mà cô có thể nghe thấy nhưng cô lại không ngờ tới sau tiếng súng máy gào thét kéo dài trong vài giây cô lại không hề cảm nhận được gì cả cảnh tượng này khiến trong lòng cô sững sờ bỗng nhiên ngẩng đầu lên sau đó cô trợn tròn đôi mắt nhìn chăm chú về phía trước phía trước cô càng gần về phía đường quốc lộ hơn chính là lục tân lục tân còn bị những viên đạn này uy hiếp trước cả cô theo lý thuyết thì có lẽ bây giờ hắn đã tan nát thành nghìn mảnh rồi. Nhưng sau khi cô nhìn sang bên đó, lại thấy được một hình ảnh có lẽ cả đời này cô không thể nào quên. Lục Tân đứng ở đó, vẫn giơ một tay lên theo bản năng, giống như đang che mắt mình vậy. Trước người hắn là những viên đạn dày đặc, chằng chịt. Những viên đạn kia cứ thế dừng lại ở khoảng cách chừng 30cm trước người Lục Tân, thoạt nhìn, dường như chúng đã bị một nguồn sức mạnh vô hình làm cho dừng giữa không trung, không thể bay tiếp cũng không thể rơi xuống đất, bởi vì có rất nhiều đạn dừng ở đó, lại còn thêm cả những viên đang cuồn cuộn bay tới không ngừng nên những viên đạn kia tạo thành một hình dáng kỳ quái, nhìn qua thì giống một con người, một hình người mờ nhạt mà hoàn chỉnh, nói một cách đơn giản hơn, chính là Lục Tân đã dựng lên một tấm khiên bằng niệm lực. Mà cái khiên đó có thể đỡ được một loạt đạn đồng thời bắn ra từ năm chiếc súng máy xoay nòng. Ngay giây phút này, Trần Tinh dường như ngừng cả thở, cảm giác sợ hãi không thể nào hình dung được ở một mức độ nào đó cảm giác kinh ngạc này còn có tính công kích hơn cả khoảnh khắc thấy năm chiếc súng máy cùng ngắm vào người mình cái này cần cường độ tinh thần mạnh tới mức nào đây mỗi vị biến giả về cơ bản đều có sức mạnh tư tưởng mạnh yếu khác nhau của riêng mình kẻ yếu cầm một quả táo cũng tốn sức cũng giống như một loại lực cảm ứng trần tinh từng thấy năng lực giả mạnh nhất Người có thể biến sức mạnh tư tưởng thành một viên đạn và giết đối thủ ở cách xa hàng trăm mét. Giờ đây, những gì cô đang thấy là một người có thể dùng sức mạnh tư tưởng ngăn cản sự tấn công của năm khẩu súng máy 6 nòng xoay ở cự ly gần. Hơn nữa, hắn đã chống đỡ được ít nhất 3-4 giây, sức mạnh này thật sự đã. Trần Tinh không thể giải thích được khi nghĩ đến việc trước đây tòa nhà 3 tầng của cô Nhi viện Trăng đỏ bị sức mạnh tư tưởng phá hủy. Trần Tinh nhanh chóng phản ứng lại và cắn chặt môi dùng sự đau đớn để nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo đồng thời dùng một ý chí gần như quyết liệt để khiến bản thân làm điều đúng đắn máu chảy ra từ môi trần tinh đồng tử của cô đột nhiên biến thành màu đỏ tươi sau đó giọng nói của cô vang lên trầm thấp và có sức xuyên thấu khác thường giọng nói này dường như có ma lực nào đó cù là tiếng đạn bắn ồn ào chói tai khác thường ở xung quanh cũng không thể ác đi như một thực thể theo một nghĩa nào đó chậm rãi lao thẳng về phía người đang cầm súng phía trước với sức mạnh không thể ngăn cản các ngươi đang nắm trong tay vũ khí lợi hại nhất có nó các ngươi có thể phá hủy tất cả mọi thứ trước mắt nắm trong tay loại sức mạnh hủy diệt này có phải các ngươi cảm thấy mình giống như bá chủ thế giới không nhưng bá chủ thế giới chỉ có một người duy nhất nếu các ngươi đã có loại vũ khí đáng sợ như vậy trong tay vậy tại sao các ngươi không thử một chút thử xem hỏa lực của ai mạnh hơn Nghe thấy giọng nói này, Lục Tân vô thức xoay người lại. Sau đó, hắn thấy lúc này Trần Tinh đang có vẻ mặt bình tĩnh với đôi mắt đỏ như máu. Dường như còn đỏ hơn mặt trăng đỏ trên bầu trời. Ngay khi giọng nói của Trần Tinh vang lên, tiếng gầm của Ga Liên đột nhiên dừng lại. Có thể thấy, lúc này vẻ mặt của những người đang đẩy Ga Tinh trở nên bối rối, như quên cả nổ súng. Sau một hồi sững sờ, trên mặt họ đột nhiên lộ ra biểu cảm cuồng nhiệt, như có một sự tự tin thái quá không gì sánh được. Sau đó, họ không hẹn mà đồng loạt chỉ ngồi súng vào người đang đẩy vũ khí giống mình. Vừa khéo có 6 khẩu súng máy 6 nòng xoay, họ cẩn thận chia thành từng nhóm hai người với nhau. Sau đó, tiếng súng lại đột ngột gào thét, có điều, tiếng súng lần này chỉ vừa vang dội trong chốc lát, họ đã ngã nhào xuống đất. Từ vết thương bị đạn bắn trúng, chỉ có một chất lỏng màu đỏ nhạt chảy ra, hoặc nhìn không giống máu, mà giống chất nhầy hơn. Họ có người thì bị thương ở trên người, có người thì bị thương ở đầu, nhưng hành vi của họ cũng trở nên kỳ quái khác thường. Thân người đang bị thương, nhưng dường như tứ chi vẫn cố gắng duỗi ra, đầu đang bị thương, nhưng thân người vẫn chuyển động một cách kỳ lạ. Điều đáng chú ý ở đây là có một cái đầu của một người trong số đó đã bị nhấc lên nửa chừng, để lộ ra một chất màu trắng xám, trông teo tóp và hoàn toàn không có độ đàn hồi. Người cải tạo tinh thần, chương 139 Báo động cấp 1, Tần Nhiên kia đã để lại một vài người cải tạo tinh thần phục kích ở đây, có lẽ hắn đã chuẩn bị cho những tổn thất này từ lâu. Tuy nhiên, chính vì những người cải tạo tinh thần này đã bị bỏ rơi, họ chỉ được dùng để bắn tỉa những năng lực giả gây ảnh hưởng đến việc trộn bức tranh của họ, nên Trần Tinh mới dùng năng lực của mình để tác động lên những người cải tạo tinh thần này, khiến họ tự tàn sát lẫn nhau, nếu không họ sẽ gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh và người cải tạo tinh thần khó đối phó hơn nhiều so với người bình thường. Khoảnh khắc loạt mưa đạn dừng lại, Lục Tân đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn về phía mẹ hắn. Lúc này, mẹ Lục Tân đang vỗ nhẹ vào người, như thể quét sạch bụi bặm dính trên người. Vô số viên đạn rơi khỏi cơ thể bà ấy, tiếng len ken tạo thành một âm thanh trong trẻo và vui tai. Dáng vẻ của mẹ Lục Tân giống như vừa trở về sau một vòng dạo quanh trung tâm thương mại, không những trên người bà ấy không có vết thương nào, mà ngay cả quần áo của bà ấy cũng không hề xuất hiện nếp nhăn. Bà ấy chỉ mỉm cười nhìn Lục Tân như đang trêu chọc một đứa trẻ không bao giờ biết tranh giành. Lần này, ngươi bị người ta bắt nạt nhiều quá. Lục Tân có vẻ hơi do dự, hắn trầm mặt một hồi, rồi mới khẽ gật đầu. Sau đó trên mặt hắn lộ ra một nụ cười, như là tự dễu chính mình. Hắn thì thầm, đúng vậy, suýt chút nữa thì chết rồi. Em gái đột nhiên trở nên hơi cảnh giác. Con bé vô thức tránh xa Lục Tân, rồi nghiêng đầu quan sát hắn, mẹ Lục Tân lặng lẽ nhìn hắn, nụ cười trên mặt càng sâu hơn, nhưng ánh mắt bà ấy lại có chút kỳ lạ. Lục Tân cũng ngẩng đầu lên và nở một nụ cười với mẹ hắn. hai người nhìn nhau cười, đó là nụ cười vì sự thấu hiểu lẫn nhau giống như tâm ý tương thông. cũng chính vào lúc này, Trần Tinh người vừa dùng năng lực giải quyết bọn bắn tỉa này, đã nghiến răng nghiến lợi xé áo khoác để quấn chặt vết thương trên bụng có thể nhìn thấy dưới lớp áo sơ mi trắng bị cắt có một mảnh ren nhỏ màu hồng phấn, lập tức phong tỏa thành phố vệ tinh số 2. Sau khi buộc lại vết thương với tốc độ nhanh nhất, cô lập tức lấy điện thoại vệ tinh đang không ngừng đổ chuông, nghiêm giọng nói, bức tranh sơn dầu lấy từ cảng bạn phụ đã bị cướp đi, ta nghi ngờ đối phương là lực lượng vũ trang bên ngoài thành phố, họ đã có sự chuẩn bị từ trước, hơn nữa đã bắt đầu bố trí từ lâu. Người nghe ta nói cho xong đã, trước mắt sự cố ô nhiễm đặc biệt có tính đột ngột có liên quan đến hoa hồng đỏ xuất hiện trên đường cửu giang đã lan rộng. Cái gì? Sau khi đưa ra nhiều mệnh lệnh liên tiếp, cô đột nhiên im lặng rồi lắng nghe câu trả lời từ bên kia. Sau đó, sắc mặt cô hơi thay đổi, đôi môi tái nhật vì mất máu của cô khẽ rung lên. Thành phố vệ tinh số 2, công bố báo động cấp 1, nói xong câu này, cô vội xoay người lại và nói với Lục Tân, sự cố ô nhiễm đặc biệt xuất hiện ở thành phố vệ tinh số 2 không chỉ có một sự cố này thôi đâu. Nhiều khu vực khác trong thành phố cũng xuất hiện dấu hiệu của ô nhiễm quy mô lớn có tính đột ngột rất nghiêm trọng. Hơn nữa, vì không có dấu hiệu và không có sự chuẩn bị, nên hầu hết chúng đã bắt đầu lan rộng, mức độ đe dọa đều. Trên bức C, cô đang nói với vẻ căng thẳng, nhưng giọng nói của cô đột nhiên hơi trầm xuống. Cô phát hiện lúc này ánh mắt lục tân giống như mất đi tiêu điểm vẻ mặt của hắn hơi kỳ lạ gần như hơi mơ màng không nhìn ra là đang cười hay đang suy nghĩ điều gì y da rối tung cả lên mẹ lục tân khẽ cười rồi đưa tay lên che miệng ánh mắt bà ấy vẫn luôn nhìn lục tân như cười như không ngươi muốn làm thế nào ta cũng đang suy nghĩ xem nên làm gì lục tân ngẩng đầu nhìn về hướng mà tần nhiên đã lên xe rời đi sau khi lấy được bức họa mẹ lục tân dịu dàng nói kẻ đó rất hung dữ hắn cướp tranh của ngươi suýt chút nữa còn hại chết ngươi hại chết em gái ngươi hắn đã rất tự nhiên cầm lấy thứ hắn muốn rồi bỏ đi chắc trong lòng hắn còn đang cười đám người các ngươi đều là đồ ngốc cho nên ngươi muốn xử lý chuyện này như thế nào lục tân yên lặng đứng đó dường như hắn cũng đang phiền lòng vì chuyện này mẹ lục tân mỉm cười ngươi nhìn em gái ngươi đi lúc này con bé đã bị dọa đến thế nào rồi lục tân quay đầu lại Hắn thấy lúc này vẻ mặt em gái đầy cảnh giác, thân hình nhỏ nhắn hơi căng lên, cắt gao nhìn hắn. Dường như có biểu hiện muốn bỏ trốn bất cứ lúc nào. Thực ra, từ biểu hiện của con bé có thể thấy như nó đang sợ hắn. Nhưng, như vậy thì sao chứ? Lúc này Lục Tân không muốn suy nghĩ về vấn đề này. Hắn chỉ cảm thấy huyệt thái dương đột nhiên đau nhói khiến hắn có chút khó chịu. Trong lòng nôn nóng, chương 140, thành phố hỗn loạn, Lục Tân ngươi có đang chú ý những gì ta nói không trần tinh lo lắng hét lên thậm chí cô còn muốn bước tới kéo tay lục tân nhưng lúc này lục tân chỉ yên lặng đứng đó quanh người hắn có một luồng hơi thở nguy hiểm khó tả điều này khiến trần tinh người đã trải qua vô số sự cố nguy hiểm cũng cảm thấy sợ hãi vô cùng trong tiềm thức của cô có linh tính về nguy hiểm khiến cô hoàn toàn không dám động vào lục tân lúc này Cô không biết điều này là do vừa rồi Lục Tân đã tiêu hao quá nhiều tinh thần lực khiến cho tâm trạng của hắn không tốt, hay là vì nguyên nhân nào khác, nhưng cô có thể cảm nhận được, lúc này Lục Tân nhất định đang ở trong một trạng thái tồi tệ đến cực điểm. Cô, đúng lúc này, có tiếng báo động vang dội và nặng nề bất ngờ truyền đến từ đằng xa. Giọng nói này có sức mạnh khủng khiếp khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nó như thủy triều đột nhiên từ nhiều nơi khác nhau trong thành phố vệ tinh số 2, nhanh chóng xuyên qua tất cả tòa nhà và đường phố trong thành phố vệ tinh số 2 với một sức mạnh đáng sợ, lay động từng cư dân ở thành phố vệ tinh số 2, như thể khiến cho linh hồn của họ đều bị chấn động mạnh vào lúc này. Đây chính là báo động mà Trần Tinh vừa yêu cầu công bố, mỗi khi báo động như vậy vang lên có nghĩa là thành phố vệ tinh số 2 đã ở trong trạng thái cảnh giới cấp 1 tất cả mọi người đều phải lập tức tìm hầm trú ẩn gần nhất, nếu không tính mạng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Trước đây, một báo động như vậy chỉ xuất hiện khi có một hành động tập thể quy mô lớn của những kẻ điên nhằm tấn công thành phố cao tường. Trong trí nhớ của người dân trong thành phố, loại báo động này đã gần 10 năm không vang lên. Ngay cả Lục Tân cũng hơi ngẩn đầu lên khi tiếng chuông báo động này vang lên đột ngột. Cả thành phố vệ tinh số 2 đã bị đe dọa bởi ô nhiễm cả thành phố đã hỗn loạn, đang binh, ngươi còn có năng lực thi hành nhiệm vụ không? Lúc này, Trần Tinh nói với vẻ lo lắng, thật ra cô cũng không biết những gì mình nói lúc này có thể ảnh hưởng đến Lục Tân hay không, cô chỉ nhận thấy có điều gì đó không ổn nên tiếp tục nói chuyện với Lục Tân. Đây là một trong những kinh nghiệm được cô đúc kết sau khi đối mặt với nhiều sự cố ô nhiễm tinh thần, cả thành phố đã hỗn loạn sao? Lục Tân đột nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn Trần Tinh đôi mắt của hắn đã có tiêu điểm trở lại, một số biểu cảm tương tự như lo lắng của con người đã xuất hiện trên khuôn mặt của hắn. Trần Tinh dừng lại, vội gật đầu rồi nói, có ít nhất bốn sự cố ô nhiễm tinh thần quy mô lớn có tính đột ngột đã bùng phát, tất cả chúng đều đang lan rộng. Mọi người ở thành phố vệ tinh số 2 đều đang bị đe dọa. Hệ thống phòng thủ khẩn cấp cấp một hiện đã được kích hoạt, nhưng, nói qua điện thoại. Lục Tân kích động, hắn đột nhiên trở nên sốt ruột. Tất cả mọi người ở thành phố vệ tinh số 2 đều đang bị đe dọa. Câu nói này đột nhiên kích thích hắn. Vẻ mơ màng lúc đầu trên mặt hắn đột nhiên biến mất, hắn vội vàng nói với Trần Tinh rồi vội chạy về phía trước, hắn bước một bước liền nhảy xuống đường, lúc này trên đường đang hỗn loạn, có vô số tai nạn ô tô và những người bị ảnh hưởng bởi những viên đạn vừa rồi. Rất nhiều người dường như đang nổi điên chạy về phía xa, ánh mắt Lục Tân quét một lượt, liền thấy một chiếc mô tô ngã nghiêng sang một bên lúc này chủ xe đã bị thương bởi vụ tai nạn vừa rồi đang đau đớn vì bị đè trên mặt đất lục tân bước tới và dựng chiếc mô tô lên chủ xe hét lớn cám ơn cám ơn hắn chưa kịp nói xong thì đã thấy lục tân leo lên chiếc mô tô rồi ra sức vặn ga chiếc xe lao đi với một góc độ kỳ dị nó ngã nghiêng gần như sắp hất hắn ra ngoài lúc này lục tân đột ngột quay đầu nhìn về phía em gái em gái vẫn luôn nhìn chầm chầm lục tân với ánh mắt cảnh giác, lúc này, nhìn thấy dáng vẻ của hắn, con bé lập tức mỉm cười. Anh trai! Con bé mừng rỡ hét lên, rồi bò nhanh trên mặt đất đuổi kịp lục tân, sau đó nó từ phía sau nhảy lên cao rồi ôm lấy hắn. Chiếc mô tô sắp ngã dưới đất đã xoay chuyển với một góc độ khó tin, một làn khói đen thật dài phun ra từ ống pô, sau đó chiếc mô tô đã vượt qua mấy chiếc ô tô với tốc độ nhanh như tên lửa, lao về phía trung tâm thành phố chỉ để lại ở phía sau người chủ xe đang sững sờ. Hắn đang nhìn những hành động của Lục Tân, ban đầu Trần Tinh hơi giật mình, sau đó nghĩ tới điều gì đó, cô trở nên yên tâm hơn. Cô lau mạnh môi rồi lùi về phía sau, chỉ thấy bốn người lính Vũ Trang đang cầm súng bước tới trước mặt cô, vừa rồi có bốn chiếc ô tô với tổng cộng 16 nhân viên vũ trang chịu trách nhiệm cảnh giới và bảo vệ. Nhưng dưới làn đạn hỗn loạn và điên cuồng của súng máy nòng xoay, có đến 12 người lính đã hy sinh bây giờ chỉ còn lại bốn người còn sống sót đang vội vã chạy đến để báo cáo. Chương 141, thăm dò bí mật, ô nhiễm trên đường cửu giang đang lan rộng. Trần Tinh ôm chặt điện thoại trong tay, suy nghĩ miên man về từng cảnh tượng vừa rồi, lo lắng nói, sự cố ô nhiễm bị nghi ngờ có liên quan đến một cô gái cầu hôn. Đối tượng bị ô nhiễm dường như có một tình yêu khác thường dành cho người yêu hay bạn đời của mình, đồng thời kèm theo đó là tính chiếm hữu cực đoan. Muốn ăn thịt đối phương, Lập tức phát hai lệnh cho tất cả đội điều tra, thứ nhất, nếu thấy người có hành vi khác lạ và biểu hiện tâm thần không bình thường, lập tức ngăn lại để truy hỏi. Nếu đối phương đang vội tìm người bạn đời hay bạn tình theo mọi nghĩa mà không thể thuyết phục được thì lập tức phá hủy phương tiện di chuyển của kẻ đó. Cho phép giết. Thứ hai, lập tức thông qua đài phát thanh, truyền hình và tất cả các phương tiện truyền thông, thông báo ngay cho tất cả mọi người khóa cửa ra vào và cửa sổ rồi lập tức ẩn nấp an phận ẩn nấp đừng nghĩ đến chuyện tìm kiếm người thân nhất là con em mờ nó người yêu các kiểu bao gồm cả đồng tính luyến ái trong khi ra mệnh lệnh này cô không ngừng đi về phía trước vết thương trên bụng bị ảnh hưởng mặc dù đau dữ dội nhưng cô không hề nhăn mày lách cách cô giơ súng lên mà không thèm nhìn giết chết hai kẻ bị ô nhiễm đã tấn công tàn bạo đối với người khác giới trong chiếc xe bên cạnh sau đó cô đi qua khu vực hỗn loạn xung quanh đến trước mặt cô gái cầu hôn bạn trai ở khu vực hỗn loạn trước mặt lúc này cô gái mặc váy cưới đang quỳ gối trên một đống đổ nát bụng cô ta nhô lên với một hình dạng kỳ dị lúc này chiếc váy cưới trên người cô ta gần như đã biến thành màu đỏ cô ta ngẩng đầu thất thần quỳ ở đó đôi mắt vô hồn nhìn lên trời miệng cô ta há to bên trong có chất màu đỏ như máu thoạt nhìn cô ta giống như một pho tượng điêu khắc trên người cô ta hầu như không có dấu hiệu của sự sống. Trần Tinh lấy thiết bị điện tử từ trên người một người lính vũ trang đi bên cạnh, chụp ảnh rồi gửi đi. Sau đó, cô nhỏ giọng dặn dò bốn người lính bảo vệ bên cạnh, cô từ từ ngồi sổng trước mặt cô gái, chậm chậm đưa tay ra, ấn vào vai cô ta. Lúc này đồng tử của cô biến thành màu đỏ tươi. Giọng nói trầm thấp của cô vang lên, "Hãy nói cho ta biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra, những trải nghiệm của ngươi cùng hắn." Cô gái bất động, ánh mắt đờ đẫn, con ngươi như biến mất. Thực ra ngươi vẫn chưa chết. Sắc đỏ trong mắt Trần Tinh ngày càng đậm, bây giờ ngươi vẫn có thể cảm nhận được ta, có thể nghe được ta nói gì, đúng không? Người chết không thể nghe thấy những gì ta nói, vì vậy ngươi vẫn còn sống, ngươi vẫn còn sống, bởi vì ngươi vẫn có một bí mật trong lòng. Cho nên, ngươi hy vọng trước khi chết sẽ nói cho ta bí mật này, nói cho ta không chút giấu giếm sau giọng nói rất có sức xuyên thấu của trần tinh cơ thể vốn đã cứng ngắc của cô gái rung lên một cách khó hiểu đồng tử đã giãn ra cũng mơ hồ có dấu hiệu co lại cơ thể những người lính vũ trang canh giữ xung quanh không khỏi run rẩy họ đương nhiên biết truyền thuyết liên quan đến tổng bộ nơi đó chiêu mộ một số người có những năng lực kỳ lạ một số người mỗi lần đến thành phố chính để họp đều sẽ trêu ghẹo những đồng nghiệp nữ có chút nhan sắc một số người có ngoại hình mà ai nhìn thấy cũng có thể phải lòng một số người lại khiến những người xung quanh không thể tiếp cận trong phạm vi 3 mét. Nhưng điều khiến họ có ấn tượng sâu sắc nhất là, trong số những người đó, nghe nói có một người phụ nữ có khả năng đánh thức người chết để tiến hành thẩm vấn. Thành phố này được bảo vệ bởi những kẻ điên. Mẹ Lục Tân vẫn ở bên cạnh họ lặng lẽ quan sát, lúc này bà ấy bỗng mỉm cười. Sau đó, bà ấy yên tâm xoay người bước vào giữa đám đông hỗn loạn. Vù 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 lục tân điên cuồng lái mô tô chạy quanh thành phố chiếc mô tô dường như trở thành một loại công cụ linh hoạt nhất trên thế giới dưới tay hắn hắn không quan tâm đến tình trạng đường xá trước mặt cho dù là dòng xe cộ hỗn loạn hay là những con đường huyết mạch bị tắc nghẽn hắn đều tăng tốc đến cực hạn lúc thì lướt nhanh trên vô số nóc xe ô tô lúc thì từ trên cầu vượt nhảy xuống phía dưới khi chiếc mô tô thực sự không thể đi vòng quanh hoặc khi cần đi một quãng đường dài hắn thậm chí trực tiếp xách ghi đông lên bánh xe mô tô giống như có lực hút nam châm, có thể chạy rất xa dọc theo tường với một góc gần như thẳng đứng, sau đó lại đáp xuống đất, hắn đã sử dụng tốc độ điên cuồng như vậy để đi qua thành phố hỗn loạn này. Hắn thấy rất nhiều cảnh tượng điên rồ, có người đang ôm chầm lấy người yêu rồi điên cuồng hôn, như muốn cả hai hòa vào một thể, họ không thèm để ý đến những chiếc xe đang va chạm và đám đông đang hoảng loạn xung quanh. Hắn thấy một nhóm các cô gái trẻ với đôi mắt đỏ hoe, ăn mặc mát mẻ đang điên cuồng đuổi theo một ông chú trọc đầu. Hắn thấy có người đứng trong đám đông hỗn loạn, đang mơ màng và hoảng sợ hét to một cái tên, nhưng lại không biết đi đâu để tìm người kia. Chương 142, đang binh có mặt tương tự, hắn còn thấy một bà cô đeo băng tay đỏ đang cầm chiếc loa lớn ra sức hét lên khiến đám đông đang hoảng sợ xung quanh nhanh chóng trốn vào bên trong cửa cuốn sau lưng bà ta hắn thấy những người lính được vũ trang đầy đủ đang nhanh chóng vận chuyển đủ loại chướng ngại vật để chặn các điểm giao thông trên nhiều con đường, cho dù có đôi lúc, những chiếc ô tô điên rồ đó sắp đâm vào người họ, ngay cả người vội vã chạy mô tô đến như Lục Tân cũng bị một toán lính kiểm tra với vô số súng ống chỉ về phía hắn. Lục Tân vốn có thể xông qua, nhưng hắn vẫn lấy giấy chứng nhận từ trong túi ra và dơ lên cao. Sau khi thấy giấy chứng nhận đó, đội trưởng của đám lính lập tức trở nên căng thẳng, Hắn chào Lục Tân rồi nói thật to, người muốn đi đâu? Văn phòng an ninh. Lục Tân vội đáp. Không đợi người đội trưởng kia cho người dẹp chướng ngại vật, hắn đã vặn ga nhảy qua. Tiếng hét lớn của người đội trưởng truyền đến ở sau lưng Lục Tân. Các ngã tư phía sau chú ý, có một thành viên đội đặc nhiệm mặc trang phục vũ trang màu đen chạy xe mô tô, biển số xe là. Hắn đang di chuyển về hướng văn phòng an ninh, cho thông tất cả các ngã tư, không cần kiểm tra. Các ngã tư ở phía sau trở nên thông suốt hơn, khi lục tân xuất hiện ở một số chốt kiểm tra, chướng ngại vật đã được dẹp bỏ. Nhưng đôi khi họ chưa kịp dẹp chướng ngại vật thì lục tân đã vọt qua với một tốc độ kinh người. Với tốc độ này, lục tân cuối cùng cũng tăng tốc hết mức lao thẳng tới khu vực gần văn phòng an ninh. Tuy nhiên, hắn không tiến vào văn phòng an ninh, mà lao thẳng về phía một tòa nhà chung cư cách văn phòng an ninh chừng 300 mét về phía tây với tốc độ nhanh nhất bây giờ nơi này là nơi mới được chuyển đến của cô nhi viện trăng đỏ từ xa hắn đã thấy dưới lầu có một hàng các chiến sĩ vũ trang điều này khiến trái tim lục tân đột nhiên như nhảy khỏi cổ họng lẽ nào hắn đến muộn rồi sao chiếc mô tô tăng tốc lao về phía trước rồi trượt thêm một đoạn lục tân nhảy khỏi xe rồi sải bước lên lầu lúc này có ba người lính vũ trang bước tới chào đang binh tiên sinh lục tân khẽ giật mình hắn nhận ra thân phận của ba người này họ là đội điều tra mà trước đây hắn từng hợp tác đi phía trước là đội trưởng trình huy có râu còn phía sau là hai thành viên khác của đội điều tra một thanh niên trẻ có vẻ nhút nhát và một thành viên khác với vẻ mặt nghiêm túc và thân hình hơi mập mạp nhìn biểu cảm của họ giống như đang đợi lục tân lục tân vội hỏi ở trên đó sao tất cả mọi người đều ở trên đó trình huy lập tức trả lời cuộc bạo loạn ở thành phố này không ảnh hưởng đến họ lúc này trái tim lục tân mới được thả lỏng như thể một tảng đá lớn đã rơi xuống đất sau đó hắn không khỏi kinh ngạc các ngươi là đại tá trần đã ra lệnh cho chúng tôi nếu trong thành phố có điều gì bất ổn chúng tôi phải nhanh chóng đến đây để bảo vệ họ trình huy trả lời sở dĩ để họ chuyển đến đây là vì tổng bộ của đội điều tra của chúng tôi ở ngay bên cạnh lục tân khẽ giật mình hắn lập tức hiểu ra rất nhiều chuyện chẳng trách lúc đó trần tinh trực tiếp ra lệnh chuyển cô nhi viện chẳng trách cô sẵn sàng thu tiền thuê nhà chẳng trách vừa rồi khi hắn lao tới đây cô thậm chí không hỏi hắn muốn đi đâu tương tự có một cảm xúc kỳ lạ trào dâng từ tận đáy lòng hắn vừa nghe tin hỗn loạn đã bao trùm toàn bộ thành phố vệ tinh hắn đã vô cùng nóng lòng điều khiến hắn lo lắng nhất chính là nơi này trong sự hỗn loạn loại lo lắng hay hoảng sợ này sẽ bị phóng đại đến vô tận đây là lý do tại sao khi nghe tin cả thành phố đang hỗn loạn lục tân đã bất chấp tất cả để chạy đến đây nhưng đến bây giờ khi nhận thấy những lo lắng của mình đã có người khác suy nghĩ từ lâu và đưa ra sắp xếp hợp lý trong lòng hắn có cảm giác yên tâm và nhẹ nhõm đã lâu không có đây thật sự là cảm giác an toàn khó tả cảm xúc dâng trào trong lòng nhưng vẻ mặt lục tân vẫn tỏ ra rất bình tĩnh hắn vô thức đi tìm em gái Hắn đi một vòng và phát hiện lúc này em gái đang ngồi sổng bên kia đường lường mắt với hắn. Đang binh tiên sinh, cái này là cho anh. Lúc này, Trình Huy đưa cho Lục Tân một chiếc hộp màu đen. Hắn mở chiếc hộp ra, thấy bên trong có một cặp tai nghe, một chiếc máy ảnh không dây mini và một máy dò tinh thần cầm tay. Lục Tân biết đây hẳn là do Trần Tinh sắp xếp từ trước, vì vậy hắn gật đầu rồi cầm lấy tai nghe đeo vào. Đội phân tích thông tin báo cáo có mặt, đang binh tiên sinh vừa mở tai nghe, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng của hàng băng liền vang lên. Đang binh báo cáo có mặt. Lục Tân thấp giọng đáp, đồng thời xoay người lại, tốt quá, đang binh tiên sinh, hãy báo cáo tình hình của ngươi. Giọng nói của hàng băng lộ ra sự vui mừng và nhẹ nhõm không thể che giấu, cô nói nhanh. Tình hình của ta ư. Trong lòng Lục Tân hơi động, bây giờ ta rất yên tâm. Không phải, hàng băng ngắt lời hắn rồi nói, Ý ta muốn hỏi về tình trạng sức khỏe của ngươi. Ngươi có bị thương không? Có thể thực hiện nhiệm vụ dọn dẹp không? Chương 143, Bông Hồng Đỏ Tồ Lục Tân hơi xấu hổ, vội nói, chân trái bị thương nhẹ, nhưng vết thương đã lành, ảnh hưởng không đáng kể, vậy thì tốt quá. Giọng nói của hàng băng lập tức vang lên, trước mắt, chúng tôi nhận được thông báo có ít nhất 4 nguồn ô nhiễm quy mô lớn đồng thời xuất hiện ở thành phố vệ tinh số 2 còn có bạo loạn ở những nơi khác, vẫn chưa rõ tình hình cụ thể. Ngoài ra, thành phố vệ tinh số 1 và số 5 cũng có dấu hiệu bị nghi ngờ là nguồn ô nhiễm tinh thần. Tổng bộ đã cử một biệt đội đến thành phố vệ tinh số 2 đang bị ô nhiễm nghiêm trọng nhất. Việc chúng ta cần làm là phải ổn định tình hình bằng mọi cách. Đã rõ. Bây giờ ta cần phải làm gì? Lục Tân đi về phía trước, hắn ghim chiếc máy ảnh mini ở trước ngực, bỏ máy dò vào túi, bước chân của hắn cũng trở nên thư thái hơn. Lập tức đến trung tâm thương mại Nam Hoa để giải quyết sự cố lây lan của ô nhiễm tinh thần. Rõ. Lục Tân đồng ý, lúc này, anh lính trẻ đã giúp hắn dựng chiếc xe máy bị ngã dưới đất lên. Nhưng Lục Tân chỉ vẫy tay rồi băng qua đường. Hắn lấy ra một viên kẹo quý được đóng gói đẹp để mà hắn đã lén cất lại, rồi hào phóng ném về phía em gái. Con bé vui vẻ nhảy qua, đưa tay chụp lấy viên kẹo giữa không trung khi con bé chụp lấy viên kẹo đó lục tân cũng nắm lấy cánh tay còn lại của nó khoảnh khắc tiếp theo hình dáng của hắn trở nên hơi méo mó hắn leo lên tòa nhà bên kia đường với một tốc độ kỳ lạ sau đó leo lên sân thượng rồi biến mất trong bóng tối lúc này lục tân rất an tâm nếu trần tinh đã giúp hắn bảo vệ những người mà hắn muốn bảo vệ hắn đương nhiên cũng phải bảo vệ những người mà cô muốn bảo vệ trong màn đêm lục tân trèo lên mái hiên và đi trên tường như một con nhện khổng lồ hắn trèo qua các dãy nhà và căn hộ với tốc độ vừa kỳ lạ vừa nhanh đến cực điểm bóng dáng hắn ẩn hiện trong màn đêm hỗn loạn có lẽ lần này hắn yên tâm mượn sức mạnh của em gái hơn so với mấy lần trước tốc độ di chuyển của hắn cũng nhanh hơn trước đây rất nhiều thành phố bị bao phủ bởi bóng tối dưới ánh đèn tán loạn không đồng đều rải rác khắp nơi từ mọi góc độ bóng dáng hắn ngày càng nhanh có một thứ cảm giác kỳ quái khi hắn thỉnh thoảng hòa vào bóng tối, lúc xuất hiện lại đã chạy dưới ngọn đèn đường cách đó hàng trăm mét, bây giờ tình hình thế nào rồi? Hắn vừa di chuyển vừa giữ cho giọng nói được ổn định, khẽ hỏi hàng băng qua kênh trò chuyện. Lúc đầu, trung tâm thương mại Nam Hoa xảy ra một vụ giết người vì tình cảm, sau đó dẫn đến rối loạn cảm xúc hàng loạt trong kênh trò chuyện. Giọng nói của hàng băng vang lên vừa nhanh vừa rõ, một người đàn ông bất ngờ bị kích thích khi bắt gặp vợ của mình chào hỏi một người bạn khác giới, ông ta đã nổi điên đẩy vợ từ tầng 3 của trung tâm thương mại xuống dưới, sau đó ông ta vô cùng hối hận rồi nhảy theo xuống, sau khi đám đông chứng kiến quá trình này, có không ít người trong số đó đột nhiên xuất hiện cảm xúc thôi thúc mạnh mẽ và biểu hiện rối loạn tâm thần. Từ những nhận định về dấu vết hỗn loạn tại hiện trường, có thể xác định rằng đã xảy ra một sự cố ô nhiễm tinh thần có tính đột ngột. Vì vợ mình nói chuyện với một người bạn khác giới nên ông ta đã đẩy bà ấy xuống rồi nhảy theo xuống ư. Nghe xong những lời này, Lục Tân thậm chí cảm thấy có chút hỗn loạn. Hắn vừa đu qua dây điện lao tới tòa nhà đối diện, vừa vươn hai tay vững vàng ngã xuống dưới, rồi lại leo lên, hỏi khẽ, có biết chuyện gì đang xảy ra không? Sau khi so sánh các đặc điểm, có thể xác định sự cố này cùng một loại với sự cố về màn cầu hôn của cô gái trên đường Cửu Giang mà đội trưởng Trần đã báo cáo, những cảnh tượng điên cuồng mà trước đây Lục Tân đã thấy trên đường Cửu Giang bỗng vụt qua trong đầu, hắn chỉ nhớ đến dòng người chạy tán loạn khắp nơi và cảm xúc điên cuồng đó, chứ không thấy có sự tồn tại của quái vật tinh thần. Đối với hắn, đây mới là vấn đề khó giải quyết nhất, hắn hỏi trong tiềm thức, vậy phải giải quyết như thế nào? Lúc này, trong kênh trò chuyện giọng nói của hàng băng thoáng ngập ngừng, như thể đang nghe âm thanh từ một hướng khác. Sau vài giây, giọng nói của cô vang lên rất nhanh và rõ ràng. Đội trưởng Trần Tinh vừa đệ trình kết quả điều tra sơ bộ của cô ấy về sự cố ô nhiễm đặc biệt có tính đột ngột tại ngã tư đường Cửu Giang thuộc thành phố Vệ Tinh số 2. Sự cố này bị nghi ngờ là tương tự với sự cố ô nhiễm đặc biệt ở trung tâm thương mại Nam Hoa. Bây giờ sẽ là thông tin liên quan đến báo cáo điều tra sơ bộ của đội trưởng Trần Tinh tạm thời đặt tên là sự cố ô nhiễm đặc biệt, 096 mức độ đe dọa, mức cao mức độ ô nhiễm, mức cao điểm mấu chốt cốt lõi, bông hồng đỏ nguồn gốc của ô nhiễm, nghi ngờ là do sự can thiệp của con người, đẩy mạnh lan truyền. Chương 144, bắt đầu hành động bông hồng đỏ ư, rất nhiều thông tin lập tức vụt qua trong đầu lục tân, Cảnh tượng cô gái cầu hôn rồi giết chết người mà trước đây hắn nhìn thấy cùng đoán hồng đỏ kết hợp với cảnh tượng một cậu bé với dáng vẻ ủ rũ cầm một bó rất nhiều bông hồng để bán mà hắn gặp ở lối vào của cô nhi viện trăng đỏ. Đặc biệt là câu nói lúc đó của cậu bé, tặng bông hồng cho người mà ngươi thích, cô ấy sẽ yêu ngươi. Hắn không biết tại sao mình lại đột nhiên nghĩ đến việc đó, càng không chắc liệu có mối liên hệ nào ở đây hay không. Cậu bé đó là năng lực giả hay là nguồn ô nhiễm? cậu bé đó và tự Nhiên là cùng một bọn sao? Vậy thì lúc đầu cậu bé đó nhìn chầm chầm hắn là vì vô tình gặp phải hay là vì cố ý bước về phía hắn? Sau thông báo thường lệ, hàng băng vội nói, đây là báo cáo điều tra mà đội trưởng Trần Tinh đã suy luận được sau khi dùng năng lực của mình để hỏi từ miệng nguồn ô nhiễm tại ngã tư đường Cửu Giang. Cô ấy cho rằng sự cố nguồn ô nhiễm đặc biệt số 096 có liên quan đến một bông hồng kỳ quái. Trong giai đoạn đầu của ô nhiễm, nguồn ô nhiễm tại ngã tư đường cửu giang từng nhận được một bông hồng kể từ đó cảm xúc của cô ta trở nên rất khác thường cô ta có hiện tượng yêu thích một cách bất thường đối với người tặng hoa hồng trong quá trình tiếp xúc với người tặng hoa hồng vì không thể thỏa mãn triệt để tâm lý chiếm hữu hoàn hảo méo mó của mình dẫn đến loại cảm xúc này đã trải qua sự biến động lớn và gia tăng cuối cùng tại ngã tư đường cửu giang cảm xúc này tích tụ đến cực điểm trong tích tắc đã hình thành sự cố ô nhiễm tinh thần đội trưởng trần tinh suy đoán chuỗi logic của nó có thể được hiểu là khi bông hồng này thông qua bàn tay của người tặng đến tay người nhận nó đã gieo một hạt giống hành vi tình yêu tiếp theo giữa người tặng và nguồn ô nhiễm xuất hiện những cảm xúc bình thường hoặc méo mó khác nhau tất cả đều đang nuôi dưỡng hạt giống này khi cảm xúc này trở nên mãnh liệt đến cực điểm người nhận sẽ bộc phát người được tặng bông hồng sẽ nảy sinh tình yêu méo mó với người tặng đó là giai đoạn đầu tiên của ô nhiễm sự bộc phát cảm xúc của người nhận gây tác động mạnh đến cảm xúc của những người xung quanh. Đó là giai đoạn thứ hai của ô nhiễm, không có đủ bằng chứng cho thấy liệu có hình thành giai đoạn thứ ba của ô nhiễm hay không. Giai đoạn thứ ba của ô nhiễm Lục Tân không khỏi hơi ngạc nhiên khi nghe câu này. Hắn chứng kiến sự bùng phát dữ dội của ô nhiễm đặc biệt ở ngã tư đường Cửu Giang, vì bạo loạn được gây ra bởi sự bùng phát đó đã tạo cơ hội cho đoàn xe bắn tỉa, tần nhiên, cướp mất bức họa, đồng thời chúng đã lợi dụng sự hỗn loạn khi đó để trốn thoát sự ô nhiễm lần đó gần như trong nháy mắt đã hoàn thành như thể quá trình ở giữa đã bị lược bỏ nếu vì sự bùng phát của cô gái đó mà rất nhiều người đột nhiên bị ảnh hưởng và những người bị ảnh hưởng bởi cô ta có thể gây ra đợt bùng phát ô nhiễm thứ ba nó sẽ khủng khiếp đến mức nào liệu sự lây lan của ô nhiễm tinh thần kiểu bùng phát này có thực sự gây ô nhiễm cho người dân trong cả thành phố vệ tinh trong một thời gian cực ngắn không hắn thấp giọng hỏi, vậy phải ngăn cản nó như thế nào? Hàng băng nhanh chóng trả lời, càng là loại ô nhiễm có tính đột ngột và có tác động nhanh chóng và mạnh mẽ đến những người xung quanh thì chuỗi lo di của nó càng không ổn định, sức ảnh hưởng cũng không lâu dài, vì điểm cốt lõi của nó không có cường độ tinh thần vững chắc chống đỡ. Từ những số liệu trước mắt có thể suy đoán, nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm thứ cấp bùng phát mạnh mẽ như vậy là vì bông hồng đã có đủ sức mạnh tinh thần từ cơ thể cô gái đó mượn sức mạnh tinh thần của chính cô gái đó để nhanh chóng lan truyền như vậy, phương thức của ô nhiễm là bức xạ ảnh hưởng đến sự lan truyền. Chỉ cần nằm trong phạm vi nhất định của ký sinh thể bông hồng đỏ đang bùng phát ô nhiễm thứ cấp thì sẽ bị nó làm ô nhiễm, tạo ra những cảm xúc yêu đương cuồng nhiệt, bất chấp tất cả để tìm người yêu của mình. Tuy nhiên, vì chịu giới hạn bởi cường độ tinh thần của ký sinh thể, mức độ ô nhiễm lập tức được hình thành bởi phương pháp ô nhiễm bùng phát cao này đa phần đều sẽ không cao lắm vì vậy những người bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm thứ cấp tuy có phản ứng mạnh mẽ nhưng có lẽ vẫn có thể cứu được mục tiêu hành động được đề xuất thứ nhất loại bỏ ký sinh thể bông hồng đỏ và chặt đứt ô nhiễm của nó đối với xung quanh thứ hai tìm kiếm những người đã bị ô nhiễm thứ cấp và ngăn chặn sự lây lan của họ nghe hàng băng báo cáo xong lục tân đã đến trước trung tâm thương mại nam hoa cách đó mười mấy con phố hắn leo lên bức tường của tòa nhà đối diện rồi cúi đầu nhìn xuống Trung tâm thương mại Nam Hoa là một trung tâm mua sắm nằm ở phía bắc trung tâm thành phố, được xây dựng lại từ một tòa nhà bỏ hoang trước thảm họa. Là một tòa kiến trúc cao lớn với mái vòng lượng sóng có quy mô diện tích khổng lồ. Bề mặt tòa nhà màu trắng xám ban đầu đã xuất hiện nhiều vết lốm đốm và ẩm mốc. Chương 145. Ngọn nguồn ô nhiễm trong trung tâm mua sắm. Có thể thấy một khu vực sáng rực, cửa kính ở lối ra vào đã bị đập vỡ, vô số đám đông đang điên cuồng tràn ra khỏi cửa như một dòng nước thải đang tràn vào thành phố e rằng không dễ ngăn cản sự phát tán của họ đâu lục tân thở dài hai chân dẫm một phát bật khỏi tòa nhà và lao về phía lối vào của trung tâm thương mại nam hoa có lẽ không dễ thực hiện lắm nhưng vẫn phải hoàn thành dù sao đây là công việc lúc này lối vào của trung tâm thương mại đã trở nên hỗn loạn có vẻ nó đã như vậy được một lúc lâu có vô số người đang lao ra từ cửa chính một số thì hốt hoảng cũng có một số cuồng nhiệt. Mọi người đều rất muốn lao ra khỏi trung tâm thương mại, nhưng họ bị ép chặt ở một chỗ và không thể thoát ra. Một số người thậm chí còn đập vỡ cửa kính trên tầng 2, họ kéo dây thừng hoặc rèm cửa rồi tranh nhau trèo ra ngoài. Đối mặt với tình thế hỗn loạn và dòng người đông đúc như vậy, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy vô cùng bất lực. Đề xuất dọn dẹp nguồn ô nhiễm, cũng chính là ký sinh thể bông hồng đỏ trước. Trong kênh trò chuyện, giọng của hàng băng rất dứt khoát và rõ ràng. Lục Tân cảm thấy có lẽ đám người hàng băng đã trải qua huấn luyện, học được cách làm thế nào để có thể nhanh chóng phân tích thông tin và báo cáo tình tiết vụ án trong những hoàn cảnh căng thẳng. Rõ, Lục Tân cũng biết phân biệt nặng nhẹ, hắn lao người xuống như con nhện linh hoạt, vươn tay kéo cột cờ y nốt dựng trước trung tâm thương mại, cơ thể xoay một vòng rồi co chân lại dẫm lên cột cờ, mượn đà nhảy ra xa một khoảng cách 3-4 mét, cuối cùng đáp xuống trước cửa sổ đang mở trên tầng 2 của trung tâm thương mại rồi cuối người chui vào bên trong. Động tác của hắn vừa kỳ dị lại vừa linh hoạt, dù cửa sổ chỉ có kích thước bằng một cái vành bóng rổ. Sau khi vào trung tâm thương mại, hắn chạy nhanh như một cái bóng. Nếu người bình thường chạy với tốc độ này, chắc chắn sẽ tạo ra một cơn gió điên cuồng, nhưng hắn thì không, vô cùng yên tĩnh. Chưa đầy 10 giây, hắn đã xuyên qua ba cánh cửa, Vượt qua hai ngã tư, đến giữa trung tâm thương mại, đảo mắt một lượt rồi dừng lại bên dưới giếng tròn ở tầng 1, hắn thấy một người đàn ông trung niên đang ôm trong lòng một xác chết, người đàn ông này thoạt nhìn tầm 40 tuổi, cả người đều là máu tươi, còn có xương cốt vỡ vụn, những mảnh xương vỡ chui ra khỏi da thịt. Có vẻ như ông ta đã ngã xuống từ tầng 3, rơi trên sàn đá cẩm thạch của trung tâm thương mại, cú va chạm sau khi rơi xuống khiến ông ta bị thương nặng nhưng ông ta vẫn đang ôm trong tay một người phụ nữ trạc tuổi mình. Từ tư thế có thể thấy, có lẽ sau khi nhảy xuống từ tầng 3, ông ta đã giải dụa để ôm người phụ nữ này vào lòng. Có điều, cả ông ta và người phụ nữ này đều đã chết từ lâu. Lục Tân có thể cảm nhận được sự cứng ngắc và u ám khi thi thể bắt đầu lạnh đi từ trên người họ. Tư thế của ông ta là quỳ ngồi ở dưới đất, đầu ngước lên trời, miệng há ra, vẻ mặt méo mó, mắt trợn tròn nếu cảnh tượng này được vẽ lại nó sẽ là một bức tranh trừu tượng với cảm xúc mạnh mẽ thể hiện sự hối hận ngập tràn trung tâm thương mại không còn nhiều người nhưng lại rất hỗn loạn lục tân thấy một số người đang ôm nhau điên cuồng và hôn nhau kịch liệt hắn còn thấy một cô gái trẻ đang hung hãn đứng bên ngoài một cửa hàng đang đóng cửa cô ta đập mạnh cửa hàng rào trong cửa hàng có một người đàn ông vạm vỡ và hai ba nhân viên đang run rẩy ôm nhau khóc lớn Lục Tân nhẹ nhàng từ lầu hai nhảy xuống, không một tiếng động. Trong hoàn cảnh hỗn loạn này, hắn chỉ yên lặng nhìn người đàn ông đã chết kia với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Hắn trông thấy một bông hồng kỳ dị trên thân thể người đàn ông đã chết nhưng vẫn giữ biểu cảm ngửa mặt gào thét đó. Bông hoa này mọc ra từ cái miệng đang há to của ông ta, nó cao khoảng hơn một mét, đóa hoa có kích thước chừng 20cm, trông rực rỡ và đầy đặn khác thường. Từng cánh hoa mạnh mẽ vương dài ra, mỗi một cánh hoa đều đỏ rực như ngập trong máu, mạnh mẽ tự hồ có thể trực tiếp đốt mắt mọi người, như thể có một ma lực kỳ lạ, khiến cho khu vực xung quanh người đàn ông như bị nhuộm thành một màu đỏ kỳ dị. Người đàn ông này có thể là nguồn ô nhiễm trong trung tâm thương mại, các đề xuất để dọn dẹp nguồn ô nhiễm, thứ nhất, sử dụng loại túi đặc chế, thứ hai, tìm một phương pháp gần đó và đốt thi thể. Thông qua việc quan sát tình hình xung quanh từ camera trên ngực lục tân, hàng băng khẽ nói qua kênh trò chuyện. Không cần, nhưng Lục Tân chỉ khẽ lắc đầu và đi về phía cái xác. Hắn nói khẽ, ta có thể thấy. Có thể thấy ư. Giọng nói của hàng băng hơi kinh ngạc, trông như thế nào? Là một bông hồng. Lục Tân nói, một bông hồng mọc ra từ cơ thể người, có màu sắc như máu, chương 146. Cách đơn giản nhất khi nói câu này, hắn đã đi tới trước mặt xác chết, nhìn về phía bông hồng đó dường như hắn có thể cảm nhận được sức truyền nhiễm từ bông hồng đó cảm giác khi nhìn thấy nó giống như nhìn thấy người mình yêu thích nhất không biết cảm xúc này xuất hiện một cách không thể giải thích được hay đã ẩn sâu trong đáy lòng người ta khi ẩn giấu nó nhỏ xíu đến mức gần như có thể bỏ qua nhưng lại đang lớn lên nó càng lúc càng lớn hơn gần như có một sự điên cuồng làm lu mờ mọi lý trí hình bóng của hết cô gái này đến cô gái khác đang vụt qua trái tim lục tân một cách không thể kiểm soát hắn vô thức muốn bất chấp tất cả để đi tìm họ chiếm hữu họ thật kỳ quái rõ ràng ta không thích nhiều người như vậy lục tân không bị ảnh hưởng bởi loại cảm xúc đang điên cuồng sinh sôi này hắn chỉ quan sát những thay đổi cảm xúc của chính mình như một người ngoài cuộc hắn thậm chí không hề bước chậm lại tiến thẳng đến trước bông hồng này vươn tay nắm lấy nó khi bẻ bông hồng này xuống lục tân cảm nhận được dường như bông hồng này phát ra một tiếng hét như đang vùng vẫy nhưng sức vùng vẫy của nó quá yếu, nên dễ dàng bị bẻ xuống. Em gái Lục Tân rất phấn khích, con bé muốn tóm lấy cánh tay của hắn nhưng hắn không cho nó mà chỉ lắc đầu, bông hồng này quá bất thường, đừng ăn nó, được không? Hắn dùng tay nhón lấy micro của tai nghe rồi nói với em gái. Con bé nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, sau đó nó vẫn đưa tay ra giật lấy bông hồng rồi dứt khoát xé nó ra một cách sạch sẽ. Lục tân ấy nấy liếc nhìn con bé rồi đưa mắt quan sát những chỗ khác. Hắn thấy người đàn ông trung niên này đột nhiên ngã quỵ sau khi bông hồng đó bị bẻ xuống. Ông ta mềm nhũng ngã xuống đất, ôm chặt người phụ nữ trong tay. Ngay cả biểu cảm méo mó gớm ghiếc trên mặt ông ta cũng lập tức dịu đi rất nhiều. Chỉ có vẻ đau khổ kia là vẫn còn hiện hữu. Có lẽ là vì sự việc đã mãi mãi không thể cứu vãn được nữa. Đã giải quyết chưa? Trên kênh trò chuyện, hàng băng hỏi với giọng căng thẳng. Rồi, Lục Tân gật đầu nhìn xung quanh. Bầu không khí kỳ dị và méo mó hoàn toàn biến mất ngay khi bông hồng này bị hủy. Thế là hắn nói nhỏ, nguồn ô nhiễm như vậy rất dễ dọn dẹp. Đang binh tiên sinh, ngươi đã làm rất tốt. Giọng nói nhẹ nhõm của hàng băng truyền đến từ kênh trò chuyện, nhưng vẫn hơi gấp. Tiếp theo, việc quan trọng nhất chính là ngăn chặn sự lây lan. Lục Tân đưa mắt nhìn quanh trung tâm thương mại rồi nói, vậy thì hơi rắc rối. Đối với hắn, việc dọn dẹp nguồn ô nhiễm rất đơn giản, chỉ cần bẻ bông hồng này xuống là xong. Nhưng xung quanh đã trở nên hỗn loạn như thế này, chỉ riêng trong tầm nhìn của hắn đã có hàng trăm người. Trước khi hắn đến đây, không biết có bao nhiêu người đã trốn thoát, chỉ dựa vào sức mạnh của hắn và em gái, sao có thể ngăn chặn sự lây lan của những người này. Lính tuần tra và văn phòng an ninh đã đặt hàng rào phong tỏa tại các giao lộ chính xung quanh để phong tỏa các khu vực bùng phát ô nhiễm, hàng băng nói những gì chúng ta có thể làm bây giờ chính là ngăn chặn không để những người đã bị ô nhiễm này chạm mặt với họ càng sớm càng tốt cô dừng lại một chút đang binh tiên sinh ngươi phải hiểu rằng nhiệm vụ chính của họ là ngăn chặn sự lây lan của ô nhiễm vì vậy khi đội phong tỏa cảm thấy áp lực đối với việc phong tỏa đã lên đến cực điểm vì bị ảnh hưởng bởi những người đã bị ô nhiễm họ sẽ làm gì ta biết lục tân hít sâu một hơi khi đội phong tỏa cảm thấy tình hình sắp không thể kiểm soát được nữa, họ sẽ nổ súng. Vì vậy, khi hỏi những câu hỏi này, vẻ mặt hắn cũng trở nên căng thẳng, vừa chạy xung quanh vừa hỏi, có cách nào tốt hơn để ngăn chặn họ không? Mặc dù các nhóm đã bị ô nhiễm thứ cấp có phản ứng rất mạnh mẽ, nhưng mức độ ô nhiễm không nặng lắm, hàng băng đáp gọn lõn. Vì vậy, có hai cách để ngăn chặn họ. Một là gây ảnh hưởng lớn hơn đến các nhóm đã bị ô nhiễm thứ cấp và cưỡng chế thay đổi hành vi của họ. Hay là cắt đứt tuyến đường hành động của họ bằng mọi giá, khi sức ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm bông hồng đỏ suy yếu và tình hình được kiểm soát, đội hỗ trợ có thể vào trong và tập trung cứu chữa. "Đã rõ." Khi nghe xong những lời vừa rồi của cô, Lục Tân dọc theo những cây cột của trung tâm thương mại leo lên tầng 2, hắn tiện tay rút một cây cờ cắm trên tầng 2 làm cờ quảng cáo thức ăn cho chó, giơ tay lắc một cái, lá cờ quấn trên cột cờ và trở thành một cây gậy sau đó Lục Tân lao đến bên cạnh cô gái đang điên cuồng đập hàng rào sắt để xông vào cửa hàng, cục cờ được vung qua. Bịch. Cổ chân của cô gái đã bị trật khớp, cơ thể cô ta đột ngột ngã xuống đất. Nhân viên cửa hàng đang run rẩy và người đàn ông vạm vỡ kia đồng loạt hoảng sợ ngẩng đầu lên, đừng đến gần cô ta cho đến khi chuông báo động tắt hẳn. Lục Tân nhỏ giọng nói với vào bên trong cửa hàng, tiếp tục xông về một hướng khác. Thông qua kênh trò chuyện Hàng băng nghe thấy giọng nói của Lục Tân, cô lo lắng hỏi, ngươi định dùng cách gì, ta không thể gây ảnh hưởng khác lên người họ, vì vậy ta sẽ dùng phương pháp đơn giản hơn. Lúc này Lục Tân quơ cột cờ rồi lao đến trước mặt một đám đông điên cuồng khác và dơ nó lên cao. Hắn nghiêm túc nói, ta sẽ đánh gãy chân họ trước, chương 147, nhanh gọn lẹ trong khung cảnh hỗn loạn ở trung tâm thương mại, tốc độ của Lục Tân đã đạt đến mức nhanh nhất. Hai chân hắn nhanh nhẹn đạp lên tường, lên lan can, sau đó dẫm lên tay vịn thang cuốn từ từ di chuyển theo nó, hắn nhảy bật lên, lao vào dòng người vô cùng hỗn loạn ở trung tâm thương mại hôm nay. Lục Tân đánh từng gậy vô cùng chuẩn xác vào khớp chân của những người đang chạy trốn, dễ dàng khiến họ bị trật khớp. Sau khi bị trật khớp, họ chỉ có thể bám víu vào vật gì đó leo lên, còn một số người không thể làm được gì khác, chỉ ngồi ôm chân kêu gào đau đớn. Vì dùng lực cực kỳ chuẩn xác nên sau khi việc này kết thúc, họ có thể dễ dàng nắn lại các khớp chân chỉ có điều họ sẽ cảm thấy đau mỏi trong khoảng vài ngày những cặp đôi gặp phải chuyện này có lẽ chỉ đang đi mua sắm thì bị ảnh hưởng hắn tách họ ra đánh bị thương chân họ sau đó tìm một cửa hàng bên cạnh nhốt một người vào trong đó tiếp theo hắn nhanh chóng kéo hàng rào xuống còn người kia thì lại bị nhốt ở bên ngoài nhìn một người đang khóc ở ngoài hàng rào sắt một người lại ở bên trong kêu gào lục tân cảm thấy công việc của mình rất có ý nghĩa trong dòng người hỗn loạn nơi đây, để phân biệt ra được rốt cuộc người nào bị ảnh hưởng, người nào chỉ đang bị hoảng sợ cũng rất dễ. Người đã bị ảnh hưởng lúc này đều đang điên cuồng chạy về phía người yêu hoặc là đuổi theo đối phương, hoặc ôm đối phương thật chặt. Mà người không bị ảnh hưởng thì rõ ràng đã cảnh này dọa cho sợ hãi, chỉ có thể điên cuồng tìm lối thoát, hoặc trốn ở trong. Bùng bục, Lục Tân cũng không biết chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi hắn đã đánh gãy chân bao nhiêu người càng không biết hắn đã chia rẽ bao nhiêu đôi tình nhân đang ôm nhau thắm thiết, ngọt ngào đến mức phát ra cả mùi hôi thối. Cũng không biết tại sao, trong lúc làm những chuyện cứu người này hắn lại cảm thấy tâm trạng vui vẻ mình một cách kỳ lạ. Có lẽ đại khái vì hắn đang cứu rỗi tính mạng của họ chăng? Dù sao thì chắc chắn không phải do hắn vẫn luôn độc thân, từ khi có ý thức tới nay, dưới tốc độ phi thường và những cú đánh chuẩn xác của hắn, trung tâm thương mại đã nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Tuy khắp nơi đều vang lên tiếng kêu đau đớn, tiếng hét không ngừng nghỉ nhưng trong phút chốc đã không còn nhìn thấy những người điên cuồng nữa, cũng bớt đi phần nào sự nguy hiểm, làm xong chuyện này, Lục Tân vội vã chạy ra ngoài trung tâm thương mại, quan sát bốn phía xung quanh. Bây giờ, toàn bộ thành phố vệ tinh số 2 đều đã bị bao phủ bởi sự cố ô nhiễm tinh thần lớn đột ngột bùng phát, tất cả đã bị vây ở trong một mớ hỗn độn, trên phố, có thể nhìn thấy những người đi đường mang vẻ mặt điên cuồng xung quanh cũng có thể nhìn thấy một số người đang đuổi hoặc ôm nhau. Không cần hàng băng nhắc nhở, hắn đã xông tới, làm tiếp việc của mình. Nội dung công việc là đánh gãy chân của tất cả các cặp đôi yêu nhau. Trong khi làm việc cũng có xuất hiện một số sai sót nho nhỏ, nhưng phần lớn những người bị lục tân đánh gãy chân đều chỉ có thể nằm trên đất kêu đau. Dường như cơn đau bút từ chân truyền đến đã tạm thời dập tắt khát vọng điên cuồng muốn đi tìm người yêu của họ. Trong trường hợp không có ai chữa trị, dù họ có muốn bò đi thì một là tốc độ sẽ bò thật chậm hai là cơn đau sẽ luôn luôn làm cho họ duy trì trạng thái tỉnh táo trong hoàn cảnh này rất hiếm người chất vấn lục tân đang làm gì duy chỉ có một tên mập và một người phụ nữ mập mạp trong lúc đang ôm hôn nhau thì bị lục tân xông lên đánh gãy một chân của từng người một rồi nhốt họ vào trong hai cửa hàng bên đường trong lúc hắn đang khóa cửa thì nghe thấy tên mập vừa hét vừa hỏi đánh ta làm gì lục tân có chút kinh ngạc ngươi không bị ô nhiễm sao nhiễm gì. Tên mập lớn tiếng mắng chửi, ta và bạn gái hôn nhau cái cuối trong ngày tận thế thì phiền gì ngươi. Lục Tân không biết phải trả lời thế nào, đành phải nghiêm túc nói, lúc hôn nhau tay ngươi thò tay vào muốn làm gì người ta. Nói xong hắn nhanh chóng leo lên tầng và bỏ đi. Ngươi quan tâm tay của ta làm cái gì, tên mập mắng chửi một hồi lâu rồi đột nhiên phản ứng lại, tên vừa nãy biết leo tường à. Là người nhện sao? Người nhện sao lại dùng gậy làm gì? người nhận của thiếu lâm tự à. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn nên tốc độ của lục tân phải thật nhanh, nhưng căn bản không thể đợi được đến lúc hắn dọn dẹp sạch sẽ khu vực này để đảm bảo không có người bị ô nhiễm nào thoát ra được. Hắn đã để ý đến những đoàn người điên cùng xung quanh đột nhiên có chút biến hóa, vì đây là trung tâm thương mại, lại là khu dân cư đông đúc nên vốn dĩ có rất nhiều cặp đôi, vợ chồng ở đây. Sau khi bị ảnh hưởng họ điên cùng ôm lấy nhau, hôn nhau hết sức nhiệt tình. Điều này tạo thành một khung cảnh không thể cuồng nhiệt nóng bỏng hơn. Chương 148, đột biến nhưng đột nhiên, họ ngừng những động tác điên cuồng lại. Vì bỗng có rất nhiều người cùng đồng loạt dừng những động tác nóng bỏng nên tạo thành một khung cảnh khá quỷ dị. Loại cảm xúc cuồng nhiệt đó đột nhiên tan biến khỏi người họ, thay vào đó là một sự bình tĩnh đến lạ lùng, họ tách nhau ra một chút, nghiêm túc nhìn nhau sau đó mỉm cười. Tiếp theo, dường như họ nhìn được trong mắt đối phương có điều gì đó Nắm lấy tay nhau xoay người rời đi. Động tác của họ rất nhẹ nhàng mà vui vẻ, gương mặt mang biểu cảm vô cùng hạnh phúc và kiên định, có đôi đi vào trung tâm thương mại một lần nữa, có đôi lại đi vào tòa nhà cao tầng bên cạnh, nhìn họ giống như đang bước vào cung điện của hôn nhân vậy. Bị làm sao vậy? Trong tay Lục Tân cầm một cán cờ, nhưng đối mặt với sự biến hóa này hắn nhất thời không biết nên xử lý ra sao, có nên đánh nữa không đây? Đang binh báo cáo lại những gì ngươi thấy được ở hiện trường đi. Giọng nói của hàng băng vang lên trong kênh liên lạc. Cô có thể quan sát được một số hình ảnh qua camera nhưng qua những động tác nhanh như chớp của Lục Tân, ống kính không ngừng chớp giật làm cô không thể thấy rõ được hiện trường. Lục Tân phản ứng lại, nhanh chóng báo cáo đúng sự thật, họ đột nhiên trở nên không còn điên cuồng như trước nữa, bình tĩnh trở lại rồi, nhưng ta lại cảm giác họ quá mức bình tĩnh. Ta thấy họ đi tới những địa điểm khác nhau, phần lớn đều đi vào các tòa nhà cao tầng hoặc nói đến đây con ngươi của hắn đột nhiên thu lại nhìn sang một tòa nhà cao tầng hướng tây bắc không ổn rồi không đợi hàng băng hỏi hắn đã lao đến hướng đó ở đó có người đứng trên mép tòa nhà giọng nói của hàng băng bỗng trở nên bình tĩnh đến lạ lùng có vẻ như cô đang dùng hết toàn bộ sức lực của bản thân để gạt đi sự hoảng sợ trong lòng mình cô bình tĩnh phân tích đã 30 phút trôi qua kể từ khi sự cố nguồn ô nhiễm đột nhiên bùng phát ở trung tâm thương mại vạn chúng. Xác nhận lại những nhóm người muốn thử nhảy ra khỏi tòa nhà này có phải nhóm người lúc trước bị ô nhiễm thứ phát hay không? Lục Tân lao vội đến chỗ kia nhưng chỉ mới được vài bước, hắn dừng lại. Vì hắn nhìn thấy ở mép tòa nhà cao tầng phía trước có một cặp đôi thoạt nhìn cũng chỉ tầm 20 tuổi, bạn nam đẹp trai rạng người, bạn nữ lại rất đáng yêu. Họ nắm tay nhau yên lặng nhìn đối phương mỉm cười, đồng thời hướng về phía bên ngoài tòa nhà bước ra một bước, Lục Tân chỉ có thể trơ mắt nhìn họ rơi xuống đất như con diều đứt dây. Hắn để ý, dù họ đã ngã xuống nhưng vẫn nắm chặt tay nhau như cũ. Đang binh, mời xác nhận lại nhóm người muốn nhảy lầu có phải là nhóm lúc trước bị ô nhiễm thứ phát không? Trên liên lạc phát ra giọng nói lo lắng của hàng băng, cô muốn gọi Lục Tân về thực tại. Ngay sau đó, hắn chỉ có thể thu lại ánh mắt đang nhìn về thi thể cặp đôi kia, vội vã quét qua một đôi khác đang nắm tay nhau tiến vào tòa nhà cao tầng cách đó không xa. Hắn nghĩ lại vào lúc nãy họ vẫn còn tràn đầy tình cảm, cùng nhau đứng trên mái của một chiếc xe ô tô ôm nhau, trao cho nhau những nụ hôn. Vì vậy, hắn gật đầu, đúng. Có lý do để nghi ngờ nhóm người bị ô nhiễm thứ phát của sự cố ô nhiễm đặc biệt số 096 đã bắt đầu đột biến. Giọng nói của hàng băng rõ ràng có chút run rẩy. Cô cố gắng ổn định lại, vẫn chưa có đủ chứng cứ để kết luận nhưng có thể cô ngừng lại một chút mới thấp giọng nói tự tử vì tình có ý gì trong khi lục tân nghe cô nói hắn đã đi vào tòa nhà cao tầng bên cạnh rồi hắn rút cán cờ ra lần lượt đánh gãy cổ chân cặp đôi đang dắt tay nhau bước lên tầng mà hắn vẫn cố hỏi hàng băng bằng giọng nói bình tĩnh nhất có thể đây là một loại cảm xúc sau khi bị bóp méo đến mức cực độ sẽ vô thức lựa chọn khuynh hướng tự hủy diệt bản thân. Hàng băng hơi rung nói, lúc trước, chúng ta đoán không sai, vì cường độ tinh thần của nguồn ô nhiễm nồng cốt không đủ, hơn nữa còn không có đủ thời gian để nhóm người bị ô nhiễm thứ phát bị ô nhiễm sâu và đồng hóa, cho nên mới không tái xuất hiện vấn đề giai đoạn ô nhiễm thứ ba, nhưng vấn đề vẫn sẽ xuất hiện, chính là thông qua lượng lớn người tử vong trong nhóm người bị ô nhiễm lần hai, từ đó gây ra hỗn loạn. Lục Tân lặng lặng nghe, một lúc sau mới chửi một câu, mẹ kiếp. Quy luật của nguồn ô nhiễm đặc biệt số 096 bước đầu đã được xác định rồi, thông qua việc tặng một cành hoa hồng bị ô nhiễm, có thể khiến cho người nhận bị ô nhiễm, nó sẽ sinh trưởng trong cảm xúc của người nhận. Khi cảm xúc của người nhận dâng cao tới một mức độ nhất định, người đó sẽ bị bùng nổ, không thể loại trừ khả năng là do có người đứng sau âm thầm thao túng nên mới xuất hiện một số lượng lớn sự kiện ô nhiễm đồng thời xuất hiện như vậy người nhận được món quà sau khi bùng nổ hóa thành đối tượng chủ thể của nguồn ô nhiễm thứ phát hiện tượng ô nhiễm sẽ kích thích nhóm người xung quanh khiến họ xuất hiện những trạng thái cảm xúc khác thường cặp tình nhân chịu ô nhiễm lần thứ hai sẽ gặp những triệu chứng sau đây một là phóng đại nỗi nhung nhớ và khát khao của chính mình với người yêu không để ý tới bất cứ thứ gì chỉ muốn nhanh chóng được gặp mặt hai là dùng những hành vi như ôm hôn người yêu để bày tỏ tình yêu mãnh liệt của mình đối với đối phương Phân tích từ những tư liệu có trong tay hiện giờ, sau một khoảng thời gian nhất định tính từ khi bị ô nhiễm khoảng chừng 30 phút, nhóm người bị ô thứ phát sẽ nảy sinh hiện tượng lạ, cũng xuất hiện những hành vi khác thường giống hệt nhau, biểu hiện cụ thể chính là tự tử tập thể, chương 149, do người gây ra, những cặp tình nhân yêu nhau, ở bên nhau có thể sẽ cùng nhau tìm cái chết để chứng minh tình yêu với đối phương những ai không tìm được người yêu của mình cũng có thể nảy sinh cảm giác xúc động muốn nhảy từ tầng cao xuống để chứng minh tình yêu của mình với đối phương khi lục tân lao vào tòa nhà cao tầng tước đi năng lực hoạt động của đôi tình nhân đang tay trong tay dắt nhau lên tầng cao hàng băng trong kênh đã nhanh chóng sửa sang lại tư liệu vừa thông báo với lục tân vừa trình lên cấp trên trong việc phân tích những tài liệu này cô đã cố gắng hết sức để nói thật dễ hiểu hơn nữa cô còn tập hợp cả những tài liệu mà tổ khác nộp lên tổng hợp và phân tích toàn diện. Hiện nay, trong thành phố xuất hiện sự kiện ô nhiễm mang tính đột phát, không chỉ ở mỗi một chỗ là trung tâm thương mại vạn chúng mà còn ở vài nơi khác nữa. Nguồn gốc của thông tin cũng không chỉ ở nơi đây. Khi điều tra những chỗ khác và đưa ra kết quả, họ cũng sẽ tập hợp lại, gửi tới nhóm phân tích thông tin. Sao có thể phức tạp như vậy? Lục Tân vừa thấp giọng hỏi, vừa vẫy cờ trong tay, bên người hắn thỉnh thoảng vang lên tiếng, khanh khắc trong giọng hắn đã mang theo vẻ giận dữ và cả nghi hoặc giận dữ vì sự kiện ô nhiễm lần này dẫn tới thương vong nghiêm trọng tất cả đều là mạng người biết ăn biết làm biết hôn môi biết trồng trọt còn biết giúp đỡ người khác nữa sao lại chết lãng xẹt như vậy mà nghi hoặc là vì sự kiện lần này quá phức tạp hắn từng xử lý khá nhiều sự kiện ô nhiễm đặc biệt không còn bị coi là lạ lẫm gì trong phương diện này nhưng những mối liên kết logic đã thấy trước đó hoặc vô cùng đơn giản hoặc ly kỳ tới mức không thể giải thích được nhưng bây giờ gặp phải loại này trong một sự kiện ô nhiễm đặc biệt có cùng một nguồn gốc mối liên kết logic bên ngoài lại xuất hiện biến dị vì đây là do con người làm ra đối mặt với sự phẫn nộ của lục tân giọng của hàng băng trong kênh liên lạc vẫn rất bình tĩnh còn mơ hồ mang theo sức nặng dù nguồn ô nhiễm bình thường có xuất hiện cũng rất ít khi dẫn tới những sự kiện hỗn loạn trên quy mô lớn hơn nữa còn không thể khống chế thứ chúng ta phải đối mặt bây giờ rất có thể có liên quan tới sự kiện bức tranh thần bí bị trộm mà tổ trưởng Trần mới trình báo lên không lâu. Chắc dị biến giả bên ngoài thành phố cố tình sắp xếp chuỗi sự kiện ô nhiễm đặc thù này, nhờ vào đó mà gây ra hỗn loạn, để tiện cho họ chạy trốn. Chỉ có những người từng trải nghiệm sắp đặt kỹ càng thì mới có thể phát triển độ nguy hại của nguồn ô nhiễm lên tới cực điểm. Vẫn là do tần nhiên kia làm sao? Trong lòng lục tân không khỏi trùng xuống, hắn trầm giọng hỏi. Đúng, trong kênh liên lạc, Hàng Băng nói với vẻ bình tĩnh, đã khởi động điều tra khẩn cấp với nguồn ô nhiễm đặc biệt số 041 rồi, nhưng có quá ít manh mối cho nên vẫn chưa thể xác định được điều gì. Bây giờ, thứ chúng ta có thể xác định là dị biến giả bên ngoài thành phố đã khơi lên trận bạo loạn trong thành phố vệ tinh số 2. Dù mục đích thực sự của họ là gì, ô nhiễm cũng là chuyện đã rồi. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể dốc sức dọn dẹp trước khi ngày càng có nhiều người chết hơn, nghe hàng băng nói, lòng lục tân trùng xuống, sau đó hắn cắn chặt môi. Hắn không nói gì nữa, dùng tốc độ nhanh nhất leo cầu thang của tòa nhà này, lên tầng cao nhất. Trên đường đi, hắn đã tước đoạt năng lực hành động của năm người, sau khi hắn xông lên tầng cao nhất, lập tức nhìn thấy ba người đi tới rìa của tòa nhà. Bên trái là một người đàn ông trung niên, kéo theo một cô gái mập mạp. Còn bên phải là một thiếu niên gầy nhẳng họ thậm chí sắp dẫm chân vào rìa của tòa nhà rồi lục tân lập tức ép bản thân mình căng thẳng lên quay đầu nhìn em gái lúc này hoặc có lẽ trong cả quá trình này em gái vẫn luôn rất nghe lời dường như con bé cũng biết lúc này lục tân đang vô cùng để ý nó không chỉ cố gắng phối hợp mà còn không hề quấy rầy lục tân ngay lúc này lục tân nhìn về phía con bé nó lập tức hiểu được ý của hắn hai bên trái phải khoảng cách là quá lớn họ không thể cùng cứu cả ba người. Cho nên họ đành phải tạm thời tách nhau ra, sau khi nhìn nhau, gật đầu một cái, lục tân chợt dậm chân, vọt về phía cậu thiếu niên ở bên phải tầng nhà. Khi thân hình hắn vừa xông lên, em gái cũng đã nhảy khỏi lưng hắn, lao về phía cặp vợ chồng trung niên ở bên trái. Họ, một người vọt tới bên cạnh cậu thiếu niên, lập tức ôm lấy hông cậu ta, đẩy ngã cậu ta về phía chỉ cách mép tòa nhà chưa tới 10 phân, còn một người lại xuất hiện bên cạnh cặp vợ chồng trung niên một cách quỷ dị, mạnh mẽ ôm họ lùi vào. "Ta thích ngươi, Nam Nam." Ánh mắt cậu thiếu niên mê mang, cậu ta kêu to, dường như vắt hết sức lực bò về phía rìa tầng nhà. Trên mặt cậu ta mang biểu cảm bi thương và tuyệt vọng, trong tay còn siết chặt bức ảnh một cô gái mặc quần áo bò, được Lục Tân kéo vào, cậu vẫn vùng vàng muốn bò về phía mép tòa nhà, miệng kêu khóc nức nở, "Ầm ỉ, ta đã nói rất nhiều lần rồi mà." ta thích ngươi thật lòng, nhưng ngươi luôn không tin, bây giờ ta chết cho ngươi xem, dù sao ngươi cũng nên tin rằng ta thật lòng, chương 150, nhảy lầu tập thể lục tân không nói nhảm với cậu ta làm gì, bê một chậu hoa ở bên cạnh lên rồi đập thẳng vào gáy cậu ta. Choang! Chậu hoa bị đập vỡ tan, người cũng ngất rồi, không thể náo loạn được nữa, cô ta có tin ngươi thật lòng hay không? Cô ta có muốn ở bên ngươi hay không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau lục tân nhìn thoáng qua bức ảnh trong tay cậu ta thở dài một hơi nhìn về phía em gái mình vừa nhìn sang ánh mắt đã nhìn đăm đăm về phía đó không thể rời đi hắn nhìn thấy em gái đã trói hai vợ chồng trung niên lại rồi dùng người đàn ông để trói người phụ nữ cũng dùng người phụ nữ để trói lại người đàn ông hai người già kia sắp vặn vẹo thành hai cái sủi cảo rồi con bé làm bằng cách nào vậy đừng lộn xộn lục tân nhỏ giọng nói Giọng nói của hàng băng trong kênh đã có phần căng thẳng. Một chàng trai muốn nhảy lầu. Lục Tân giải thích một câu rồi khẽ thở vào nhẹ nhõm, hắn ngẩng đầu lên nhìn, chợt sững sờ ngay tại chỗ. Tận đáy lòng hắn có một luồng khí lạnh quét qua, từ nóc tòa nhà nơi hắn đang đứng nhìn về đằng xa, có thể nhìn thấy nhiều mái nhà cao thấp đang xen. Nhưng bây giờ, trên tất cả các nóc nhà, đều xuất hiện những bóng dáng mờ ảo. Có người thì tay nắm tay, ngọt ngào hạnh phúc đi về phía trước. Có người lại im lặng một mình, Lê từng bước về phía trước, thậm chí, còn có người bước đi chậm chạp, kéo theo một người khác đang gào khóc, vừa giải dụa vừa muốn cứu người. Ngay lúc này, họ với những biểu cảm khác nhau đang đi tới rìa ban công, đứng xếp hàng chờ tới lượt nhảy xuống. Có người im lặng, tay nắm tay nhảy xuống, có người phẫn nộ gào thét, tiếng hét tạo thành một vòng cung kéo dài từ mái nhà tới mặt đất, cũng có người khóc thúc thích, ôm nhau cùng rơi xuống. Lục Tân lập tức căng thẳng, hắn nhìn sang bên đó, ít nhất phải có tới mấy chục người, nhìn về đằng xa hơn, thậm chí có thể thấy mấy trăm người, nhưng khoảng cách là quá xa, mái nhà gần nhất cũng cách hắn khoảng 40, 50 mét, mà xa hơn có thể lên tới trăm mét, thậm chí còn hơn nữa, hắn có thể nhìn thấy họ, nhưng lại không với tới, không gian quá lớn, khiến Lục Tân bỗng nhiên cảm giác được mình thật nhỏ bé và bất lực. Xảy ra chuyện gì thế? Hàng băng nhìn được khung cảnh nhất định từ camera gắn trước ngực lục tân, nhưng khoảng cách quá xa, cô vô thức hỏi. Ta thấy, trên mái nhà xung quanh, có rất nhiều người, lời nói của lục tân có vẻ hơi ngập ngừng, nhưng mà ta không tới kịp. Trong kênh liên lạc, hàng băng lập tức hiểu được cảnh mà lục tân đang phải đối mặt là gì. Trong lòng cô cũng trùng xuống, vô cùng ngạc nhiên, sau đó mới nói, năng lực vốn có hạn, ngươi không nên tự trách, tuy cô đang nói lời an ủi Lục Tân, nhưng rõ ràng cô cũng cảm thấy bối rối. Có thể cứu được thì sẽ cứu, nhưng không cứu được cũng bởi vì vượt ra khỏi phạm vi năng lực của mình. Lục Tân hiểu được đạo lý này, bởi vì viện trưởng khi trước đã từng nói, tuy hiểu là thế đấy, nhưng bây giờ, khi hắn tận mắt chứng kiến trên các mái nhà xung quanh, số người đếm không xuể. Trong lòng hắn vẫn nảy sinh một cảm giác khác thường, không biết nên hình dung đó là cảm giác bất lực sâu đậm hay là nỗi khủng hoảng khi phải đối mặt với sự mất đi của nhiều người như vậy đã lâu lắm rồi đây là lần đầu tiên lục tân xuất hiện cảm giác mãnh liệt như vậy ngay lúc này trên đỉnh đầu hắn xuất hiện tiếng ầm ầm của cánh trực thăng chuyển động khi một trái tim chìm xuống đáy vực nó sẽ cảm thấy xung quanh đều trở nên tĩnh lặng nhưng âm thanh ồn ào của cánh quạt máy bay trực thăng bất ngờ kéo lục tân trở về thực tại lục tân vô thức ngẩng đầu nhìn hắn thấy một chiếc trực thăng đang bay trên đỉnh đầu họ giữa bầu trời đêm. Ánh sáng chói lòa xuyên qua bóng tối xung quanh, thậm chí một số người dù đã leo lên đỉnh của tòa nhà cũng bị thu hút sự chú ý. Cửa trực thăng mở ra, một bóng người đột nhiên rơi xuống. Đó là một cô gái trẻ có dáng người mảnh mai, mặc một chiếc đầm Lolita nền đen có họa tiết trắng trông khá rườm rà. Trên tay cô ấy cầm một chiếc ô cũng có những họa tiết phức tạp tương tự và một vài hình ảnh hoạt hình. Tuy thoạt nhìn cô ấy có vẻ rất yếu ớt, nhưng thật ra cô ấy đã tự mình nhảy xuống từ trên chiếc trực thăng cách mặt đất ít nhất 200 mét. Nếu không phải nhờ tư thế uyển chuyển đẹp đẽ của cô ấy, Lục Tân còn cho rằng cô ấy đã bị người ta đẩy xuống. Điều quỷ dị hơn nữa là sau khi rơi xuống, tốc độ của cô ấy ngày càng nhanh. Mắt thấy cô ấy gần như sắp biến thành một vũng nước sốt thịt trên mặt đất thì cô ấy đã đột nhiên dừng lại giữa không trung. Cô ấy đang xuề đầm Lolita, chiếc đầm bị gió thổi bay trong không trung rồi từ từ rơi xuống chiếc đầm bay lên bay xuống, giống như những cánh hoa nở ra rồi khép lại trong tích tắc với vẻ đẹp làm rung động lòng người. Sau khi lơ lửng giữa không trung, cô ấy nhẹ nhàng xoay người nhìn xung quanh. Chương 151, búp bê lúc này, Lục Tân đã nhìn rõ dáng vẻ của cô ấy. Cô ấy có làn da trắng và đôi mắt to, khiến người ta có cảm giác cô ấy giống như vừa bước ra từ truyện tranh nhưng các đường nét trên khuôn mặt cô ấy không hề cứng ngắc như trong truyện tranh mà mang đến cho người ta một sự tinh xảo đến hoàn mỹ gần như vượt quá tất cả những gì mà người thường có thể tưởng tượng chỉ sau khi tận mắt nhìn thấy cô ấy người ta mới tin rằng thật sự có một người xinh đẹp đến vậy loại khí chất này quá mức đẹp đẽ vì vậy khiến cho người ta có cảm giác gần như không chân thực lúc này lục tân đã bị cô ấy thu hút không chỉ riêng hắn xung quanh đó đám người gần như muốn nhảy lầu kia cũng bị thu hút ánh mắt những người đàn ông lập tức xuất hiện một loại si mê ngay cả những người phụ nữ bên cạnh họ cũng có vẻ mặt ngây ngất động tác nhảy lầu của họ đồng loạt dừng lại họ đứng yên tại chỗ ngơ ngác ngước nhìn cô gái ngay khoảnh khắc này dường như mọi ồn ào xung quanh đều biến mất thay vào đó là sự yên tĩnh tuyệt đối trong mắt trong lòng mọi người chỉ có một mình cô gái này thật xinh đẹp giọng nói của em gái ở bên cạnh làm người đang ngây ngẩn như lục tân bỗng giật mình hắn cúi đầu nhìn em gái thấy lúc này hai mắt con bé sáng ngời dưới mái tóc đen rối bù lộ ra một nụ cười trong sáng hiếm thấy con bé ngây người nhìn cô gái đó ngươi cũng thích cô ấy sao loại tình huống này rất hiếm khi xảy ra nên lục tân hơi bất ngờ um em gái gật đầu như giả tỏi nói ta rất muốn bắt lấy cô ấy rồi lột quần áo của cô ấy ra ánh mắt lục tân lập tức có chút cứng ngắc. Sau đó, hắn nghe em gái nói một cách nghiêm túc, sau đó may lại rồi mặc lên người ta, lục tân thở vào nhẹ nhõm rồi nói trong kênh trò chuyện, cô ấy là ai? Kênh trò chuyện cũng im lặng một thoáng, sau đó, giọng nói của hàng băng vang lên đầy vui vẻ, là búp bê, thật tốt quá, chắc là cô ấy đã giải quyết xong vấn đề nguồn ô nhiễm ở thành phố chính, nên đến đây để hỗ trợ. Thì ra là cô ấy. Lục Tân hơi sửng sốt, hắn từng nghe thằng làng nhắc đến người này. Đang binh, hãy chú ý, trên kênh trò chuyện, dường như nghĩ đến điều gì đó, hàng băng nhắc nhở hắn với giọng vô cùng lo lắng, đừng nhìn chầm chầm vào búp bê, đặc biệt là mắt của cô ấy. Lục Tân hơi bất ngờ, vội hỏi, tại sao? Tinh thần của ngươi sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến một số thay đổi không thể vãn hồi. Hàng băng nói nhanh, nếu nhìn thẳng búp bê quá một phút đồng hồ, ngươi vĩnh viễn sẽ không quên được dáng vẻ của cô ấy quá 3 phút đồng hồ, hoặc nhìn vào mắt cô ấy, ngươi sẽ yêu cô ấy đến điên cuồng. Nếu nhìn thẳng búp bê quá 5 phút đồng hồ, hoặc ở bên cạnh cô ấy trong phạm vi 10 mét mà không có bất kỳ rào cản nào quá một tiếng đồng hồ. Hàng băng hơi dừng lại, rồi nói tiếp, ngươi sẽ có một sự thôi thúc mãnh liệt muốn tiêu diệt cô ấy. Những câu nói trước đó đủ để khiến Lục Tân kinh ngạc, câu nói cuối cùng khiến lòng hắn khẽ động, hắn vội hỏi, tại sao? Hàng băng thấp giọng nói, bởi vì khi đó ngươi sẽ cảm thấy búp bê không thuộc về thế giới này thế giới này quá bẩn so với cô ấy nó không xứng với cô ấy cô ấy không nên ở lại thế giới này còn có năng lực như vậy sao nghe những lời này của hàng băng lục tân cảm thấy rùng rợn khác thường hắn vô thức dời ánh mắt đi chỗ khác thực ra đây không được coi là năng lực của búp bê hàng băng khẽ nói chỉ là lúc này giọng nói của cô đã trở nên rất thấp lúc này ánh mắt lục tân cũng bị thu hút bởi những người xung quanh họ thấy sau khi xuất hiện giữa không trung cô gái chỉ lặng lẽ lơ lửng ở đó không biết là chiếc ô trên tay đã đưa cô ấy bay trên không hay là cô ấy có thể tự bay trên không nhưng vẻ ngoài hoàn hảo đến từng cm của cô ấy đã thu hút sự chú ý của mọi người thực ra cô ấy không làm gì cả chỉ nhẹ nhàng xoay người giữa không trung cô ấy có đôi mắt rất to nhưng trông hơi đờ đẫn khi xoay một vòng trên không cô ấy gần như không nhìn bất kỳ ai lại gần như đang nhìn mọi người sau đó vẻ mặt của tất cả những người bị cô ấy nhìn đều dần dần trở nên cuồng nhiệt không còn ai muốn nhảy lầu nữa dù đã bước ra ngoài nửa chừng lúc này họ cũng đều thu chân lại họ chỉ trừng to mắt nhìn cô gái như thể cho dù trời có sập xuống họ cũng không thể di chuyển dù chỉ nửa giây một số biểu cảm kỳ quặc xuất hiện trên khuôn mặt của mỗi người một số người tỏ ra xúc động và cuồng nhiệt một số khác lại có biểu cảm vô cùng suy sụp và hối hận, một số người nghiến răng nghiến lợi nắm chặt tay, một số khác thì đầu gối như nhũ ra, quỳ rạp xuống đất rồi nhìn về phía cô gái mà khóc lóc thảm thiết. Cô gái chỉ dừng lại giữa không trung khoảng 10 giây, rồi nhẹ nhàng bay về phía trước. Nhưng ánh mắt của mọi người xung quanh đều dõi theo cô ấy, bước chân của họ cũng theo đó mà di chuyển, dường như họ không muốn đứng cách cô ấy quá xa, nên vô thức đuổi theo cô ấy. Chương 152, tiếp tục hành động tuy nhiên, sau khi búp bê cách họ càng lúc càng xa, họ không còn lựa chọn điên cuồng nhảy từ trên lầu xuống, mà đột nhiên tỉnh táo lại, họ thả những người bên cạnh ra, bất kể là người đang độc thân hay những cặp đôi đang nắm tay nhau, đều vội buông nhau ra, sau đó lao nhanh về phía các lối cầu thang khác nhau rồi tranh nhau đuổi theo xuống lầu. Họ bị sao vậy? Nhìn biểu hiện của những người này, Lục Tân có cảm giác rất hoang đường, búp bê đã cứu họ giọng của hàng băng hình như có chút vui vẻ cô nhẹ nhàng giải thích cách đơn giản nhất để ngăn chặn những người này là tạo ra ảnh hưởng mạnh mẽ hơn so với ảnh hưởng mà họ đã nhận được búp bê đã làm vậy khi nhìn thấy búp bê bất kể là sự chú ý và tình yêu trong tim của những người này đều bị bóp méo vì vậy suy nghĩ về việc tự tử vì tình cũng tạm thời biến mất bây giờ họ chắc chắn không muốn chết họ chỉ muốn đến gần búp bê và lắng nghe giọng nói của cô ấy Lục Tân cố gắng lý giải loại logic ly kỳ này, đồng thời nói, vậy bây giờ. Mối nguy ở trung tâm thương mại vạn chúng tạm thời được giải quyết, ta sẽ nhanh chóng sắp xếp đội hỗ trợ đến để kết thúc công việc. Hàng băng nhanh tay lật dở tài liệu, bây giờ vẫn còn ba nơi là quảng trường thiên thủy, cầu thanh nhai và nhà máy dệt của thanh miên ở phía nam thành phố đang bùng phát ô nhiễm và lây lan nhanh chóng. Ngươi và búp bê vừa khéo có thể nhanh chóng sang bên đó để hỗ trợ. Được. Lục Tân đáp lời, tốc độ cũng trở nên nhanh hơn, hắn lao tới mép cầu thang rồi nhảy thẳng xuống, nhẹ nhàng vắt ngang qua sợi dây điện giữa không trung, rồi lao thẳng lên đỉnh một tòa nhà kế bên, hắn đi tới mép tòa nhà, vội vã lướt về phía trước, chớp mắt đã đuổi kịp Búp Bê đang lơ lửng giữa không trung, cơ thể hắn đang lơ lửng giữa không trung, hắn hét lên với cô ấy, bây giờ ngươi đến quảng trường Thiên Thủy, còn ta sẽ đến cầu Thanh Nhai gần hơn một chút, dù sao thì ngươi cũng biết bay cô gái đang lơ lửng giữa không trung từ từ quay đầu nhìn lục tân đôi mắt to và hơi đờ đẫn của cô ấy hình như xuất hiện chút sức sống cô ấy nhẹ nhàng nói được sau đó ở góc phố tiếp theo cô ấy rẽ ngoặt về phía tây tới quảng trường thiên thủy chiếc đầm lolita nhẹ nhàng tung bay trong gió đêm lục tân không nghĩ nhiều hắn đi dọc theo tòa lầu trèo về hướng cầu thanh nhai tuy nhiên trên kênh trò chuyện hàng băng ngạc nhiên búp bê vậy mà lại nói chuyện với hắn cầu thanh nhai là con đường duy nhất nối liền phía nam và phía đông của thành phố vừa khéo nằm giữa hai điểm bùng phát ô nhiễm đặc biệt là trung tâm thương mại vạn chúng và đường bắc lạc do đó thông qua việc phong tỏa hai nơi này nguồn phát tán ô nhiễm sẽ được kiểm soát trong một khu vực nhất định mười phút trước văn phòng an ninh và hai đội lính tuần tra sẽ đến địa điểm được chỉ định để tiến hành khống chế nhưng chúng tôi vừa nhận được báo cáo càng lúc càng có nhiều nhóm ô nhiễm đang tràn đến nó đã sắp đạt đến cực hạn mệnh lệnh mà họ nhận được là cố gắng không nổ súng, nhưng nếu không thể phong tỏa. Nghe thông báo của hàng băng, Lục Tân vội vàng chạy đến cầu Thanh Nhai cách đó 7 km, từ xa hắn đã thấy phía bên này cầu đã có vô số người đang tập trung. Động tác của họ đều hơi chậm, khẽ lắc lư người, vừa buông thỏng cánh tay vừa bước từng bước chậm rãi về phía trước, ở đầu cầu bên kia, những nhân viên vũ trang đã bịt kín đầu cầu. Vô số họng súng đáng sợ đang chỉ về phía đầu cầu đối diện. Khi Lục Tân ở bên trong giải quyết nguồn ô nhiễm, những binh lính bình thường đều không tiến vào, bởi vì, trong sự cố ô nhiễm có tính đột ngột quy mô lớn như vậy, nếu họ tiến vào, họ sẽ khó bảo vệ chính mình, vì vậy họ chỉ được điều động đến đây để phong tỏa những nút giao thông chính. Trong tình thế hỗn loạn như vậy, chỉ có dị biến giả và nhóm điều tra mới có thể vào khu vực bị ô nhiễm, tuy nhiên, lúc này, lính tuần tra và văn phòng an ninh cũng đã giúp đỡ họ rất nhiều. Đối với loại địa hình này, việc phong tỏa ở đầu cầu cũng tương đương với việc khống chế nguồn ô nhiễm trong một phạm vi nhất định, chính vì cây cầu này rất quan trọng, cho nên khi những người ở đầu cầu bên kia cảm thấy không thể kiểm soát được nữa, họ sẽ lựa chọn nổ súng. Nó đã bắt đầu đột biến. Nhìn đám người đang chậm rãi di chuyển, trong lòng Lục Tân chật trùng xuống, lúc này, hắn trái lại không thấy sợ những người điên cuồng chạy lung tung khắp nơi kia, vì điều này cho thấy những người đó ít ô nhiễm hơn hơn nữa muốn ngăn cản những người đó rất đơn giản, chỉ cần tạm thời tước đi khả năng di chuyển của họ là được, nhưng sau khi phản ứng của họ chậm lại, trông giống như đã bình tĩnh lại, vấn đề sẽ trở nên rất nghiêm trọng, bởi họ đều sẽ có cảm xúc muốn tự tử vì tình. Như vậy, bất kể bọn họ lựa chọn lao qua cầu hay là tự tử vì tình thì đều chỉ có một con đường chết, Lục Tân hít một hơi thật sâu và nhìn về phía trước. Tuy có rất nhiều người đang tập trung ở đầu cầu nhưng dù sao cũng không giống như những mái nhà trước đây, không thể làm gì được. Hơn nữa, bọn họ tuy rất đông nhưng hành động lại chậm chạp, vẫn có thể cứu được. Chương 153, ông chú hói đầu, ngươi mệt không? Hắn liếc nhìn em gái rồi khẽ hỏi, hừ. Em gái ngẩng mặt lên liếc nhìn hắn rồi nói, mệt hay không mệt cũng vẫn phải giúp ngươi làm việc. Trên kênh trò chuyện, hàng băng cũng nhẹ nhàng đáp lại, chúng tôi không sao, các ngươi mới là những người vất vả nhất. Trước câu trả lời của hai người, Lục Tân đành phải cung một tiếng. Sau đó, hắn mượn thế từ trên tòa nhà nhảy xuống dưới, đồng thời đưa tay giật lấy một sợi dây trên không. Bắt đầu từ bây giờ, hắn cần tìm cách khiến cho nhóm người này mất khả năng hành động cùng một lúc. Tuy nhiên, khi chạy càng lúc càng nhanh và chuẩn bị lao vào giữa đám đông, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Tốc độ chạy đã chậm lại, các tòa nhà và đường phố xung quanh cũng nhanh chóng biến mất như bị rửa sạch màu ngay cả màn đêm dày đặc và ánh đèn mờ nhạt lúc này cũng nhanh chóng biến mất thay vào đó là tông màu đen trắng tương phản cảm giác giống như bạn đang chạy nhưng đột nhiên lại chạy từ thế giới thực vào một giấc mơ lục tân đột ngột dừng lại quay đầu nhìn xung quanh hắn chợt nhận ra mình giống như đang ở trong một thế giới hoạt hình ở đây đâu đâu cũng là những đường nét đen trắng vẽ nên những bức tranh đơn giản mà sống động rõ ràng mà phức tạp hắn thậm chí còn thấy những người xung quanh Vừa rồi hắn trông thấy những người đó đi về phía đầu cầu với vẻ đờ đẫn và cứng nhắc. Nhưng ở đây, họ lại có một dáng vẻ hoàn toàn khác. Trên khuôn mặt họ có những biểu cảm phong phú và hình như họ coi nơi này như thế giới thực, ánh mắt hắn quét một lượt, thấy mọi người đều đang điên cuồng chạy, họ ôm chầm lấy nhau, nhảy nhót vui vẻ. Một số người đang nắm tay một hoặc rất nhiều người khác giới khác, hạnh phúc giống như một người đàn ông nặng hàng trăm kg đang chạy trên bãi cát một số người đang nắm tay một người phụ nữ được phát họa bằng các đường kẻ đen trắng chậm rãi đi lên một cái cầu thang cũng được phát họa bằng các khối màu đen họ đứng trên bục cao nhất của cầu thang ông chặt lấy nhau rồi cùng rơi xuống dưới cái bục là một hồ nước được vẽ bằng những vết mực đậm những vết mực dày đặc tượng trưng cho hồ nước sâu không thấy đáy họ nhảy xuống hồ nước làm bắn lên một chuỗi hoa mực rồi mãn nguyện trèo lên lại tiếp tục leo lên cái cầu thang đó hai màu đen trắng mãnh liệt kích thích đôi mắt của lục tân hắn cảm thấy hơi choáng váng đây là gì lục tân quay đầu nhìn trái nhìn phải phát hiện em gái đã không còn ở bên cạnh hắn hắn không biết chuyện gì đang xảy ra cũng không biết mình làm sao lại đi vào thế giới kỳ quái như vậy da đầu hắn hơi tê dại đang binh xảy ra chuyện gì rồi giọng hàng băng vang lên trong kênh trò chuyện cô có vẻ hơi lo lắng ta đột nhiên bước vào một nơi rất kỳ quái lục tân vô thức hỏi ngươi có thấy được không hàng băng vội nói từ góc độ của ta tất cả đều bình thường thế giới kỳ quái gì vậy khi lục tân đang muốn miêu tả nơi này thì có một giọng nói kỳ lạ truyền đến từ một nơi cách đó không xa này ngươi khi ngẩng đầu lên hắn thấy một ông chú hói đầu mặc một chiếc áo may ô màu trắng và quần ống rộng đang đi về phía hắn với một chiếc cốc giữ nhiệt trên tay biểu cảm trên mặt ông ta rất kỳ quái cậu trai ngươi không bị ô nhiễm, sao lại vào thế giới này của ta? Ô nhiễm ư, Lục Tân không biết ông ta là kẻ địch hay là đồng nghiệp, hắn thấp giọng nói, ta gặp phải một ông chú hói đầu. Ông chú hói đầu. Trong kênh trò chuyện, giọng nói của hàng băng vẫn còn đó, cô hơi giật mình, sau đó mới có phản ứng, vội hỏi, ông ta có phải là người nghiện rượu không? Sau khi được nhắc nhở Lục Tân liền nhìn ông ta và nói, ta là đang binh đến từ thành phố vệ tinh số 2. Ồ, thì ra là đồng nghiệp. Ông chú đó nghe vậy, lập tức có phản ứng, ta vừa đến từ thành phố vệ tinh số 4. Tình hình ở đây đã được kiểm soát, chỉ cần chạy theo hướng này, những người này chắc chắn sẽ lọt vào phạm vi năng lực của ta. Chỉ cần họ vào đó rồi thì đừng nghĩ gì đến chuyện chạy ra ngoài, cũng đừng nghĩ đến chuyện đi chết. Nói cách khác, nếu ngươi là một dị biến giả, sao ngươi lại đột nhiên chạy vào phạm vi năng lực của ta? Lục Tân hơi sửng sốt, Chuyện này nên là ngươi nói cho ta biết mới phải. Nếu ta biết rồi ta còn phải hỏi ngươi sao?" Ông chú lắc đầu, kỳ lạ thật, sức mạnh ta sử dụng lúc này, rõ ràng chỉ có người bình thường mới có thể vào được. Ông ta vừa nói vừa đưa tay về phía Lục Tân. Lục Tân bắt tay với ông ta, mọi thứ xung quanh đều thay đổi, thế giới truyện tranh kỳ quái nhanh chóng mờ đi, Lục Tân đã trở lại thế giới thực, ngay trong đám đông ở đầu cầu này hắn thậm chí có thể thấy được họ đang thể hiện dáng vẻ trong thế giới truyện tranh của họ. Ở đó, họ bị vô số người khác giới vây xung quanh, khuôn mặt họ lộ ra nụ cười vui vẻ, họ nhảy khỏi tòa nhà hết lần này đến lần khác. Họ rơi xuống rồi lại leo lên, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Không ngờ còn có năng lực như vậy. Lục Tân hơi ngẩn ra, sau đó nhìn về phía trước, hắn liền thấy người đã bắt tay với mình, đột nhiên sửng sốt, chương 154, Cô gái nghiện rượu hắn thấy người vừa bắt tay với mình không phải là ông chú hói đầu đó, mà là một cô gái mặc đồng phục học sinh thoạt nhìn chỉ 17, 18 tuổi. Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa, dáng vẻ rất trong sáng, lúc này cô rút tay về, mở cái ly giữ nhiệt trong tay ra uống một hớp. Lục Tân chỉ ngửi thấy mùi rượu cay nồng, hắn nhận ra thứ đựng trong ly giữ nhiệt của cô ấy là rượu trắng. Được rồi, cậu trai, ngươi mau đi giúp những chỗ khác, có ta ở đây sẽ không có chuyện gì đâu cô ta vừa nói vừa ngoáy lỗ mũi một cách rất tự nhiên rồi xoay người tiếp tục dùng năng lực của mình lên những người xung quanh lục tân bối rối cho đến khi chân bỗng đau nhói hắn mới vội cúi đầu nhìn xuống thì thấy em gái đang cắn vào chân mình ngươi làm gì vậy hắn đưa tay nhấc em gái lên rồi hỏi khẽ vừa rồi ta thấy ngươi ngẩn ra nên muốn giúp ngươi tỉnh lại em gái khoanh tay đứng giữa không trung nhìn Lục Tân với vẻ không vừa lòng rồi trả lời một cách hợp tình hợp lý, ngươi cắn quá muộn rồi. Lục Tân đáp một câu, không nhiều lời nữa, hắn vừa xoay người bước đi, vừa nói nhỏ, cô ấy làm sao vậy? Người nghiện rượu là một cô gái đang còn đi học, năm nay 17 tuổi, trên kênh trò chuyện, hàng băng dường như biết trước Lục Tân sẽ hỏi, cô giải thích, tuy nhiên, cô ấy mắc chứng rối loạn nhận thức không thể giải thích được, trong tiềm thức. Cô ấy nghĩ mình là một ông chú 60 tuổi, vì vậy mỗi khi người nghiện rượu bộc lộ khả năng của mình kéo những người xung quanh vào ảo ảnh do mình tạo ra chúng ta sẽ thấy cô ấy xuất hiện với hình tượng một ông chú trong ảo ảnh lục tân thở hắt ra hắn cảm thấy có chút khó tin bất kể là búp bê xinh đẹp đến mức không giống người thật hay là ông chú buộc tóc đuôi ngựa này những đồng nghiệp của hắn dường như đều có chút vấn đề nếu người nghiện rượu đã đến cầu thanh nhai nơi này có lẽ không có vấn đề gì nữa rồi trong lúc hàng băng nói Tiếng lật dở tài liệu và những âm thanh phức tạp khác cũng truyền đến. Một lúc sau, cô nói nhanh qua kênh trò chuyện, "Thành phố vệ tinh số 2 đã có tổng cộng 4 sự cố ô nhiễm đặc biệt quy mô lớn và một vụ tấn công bởi những kẻ gây ô nhiễm sâu tại một bức tường cao. Bây giờ, trong số 4 sự cố ô nhiễm quy mô lớn, đội trưởng Trần đã kiểm soát được một sự cố, vừa rồi đang binh tiên sinh cũng đã giải quyết được một sự cố, người nghiện rượu kịp thời đến hỗ trợ có thể cũng kiểm soát được một chỗ." chúng tôi cũng đã nhận được thông báo, búp bê đã giải quyết xong vụ thứ ba, tức là sự cố ô nhiễm đặc biệt trên quảng trường thiên thủy. Bây giờ, cô ấy đang gấp rút đến vị trí thứ tư và sẽ đến sau 5 phút nữa, trong thành phố vẫn còn một chỗ hỗn loạn chưa được kiểm soát. Thằng làng hiện đang ở bức tường phía nam để giúp chống lại tác động của những kẻ gây ô nhiễm sâu, nhưng tình hình đang vô cùng căng thẳng, đang binh tiên sinh, nếu thể lực của ngươi vẫn có thể chống đỡ được, hãy mau tới hỗ trợ không thành vấn đề. Theo sự chỉ dẫn của hàng băng, Lục Tân vội vàng đi đến bức tường phía nam, hắn hỏi với vẻ lo lắng, lúc này, khu vực bức tường phía nam đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại, trong tầm mắt của mình, hắn chỉ cảm thấy khắp nơi trong thành phố vệ tinh số 2 đều đang hỗn loạn, ở mọi ngã tư, hình như đều có những đám đông đang chạy trong lo lắng. Một số người la hét, một số người trốn sau ô cửa kính run rẩy nhìn ra bên ngoài, thỉnh thoảng ở một nơi nào đó trong thành phố sẽ có một đám cháy đột ngột bùng phát hoặc sẽ có một cơn chấn động khiến người ta hoang mang truyền đến khiến cho cảm xúc hoảng sợ càng lan nhanh sự hỗn loạn và hoảng sợ bao trùm cả thành phố ngay cả những chú chó mèo đi lạc trong góc tối cũng tập trung thành từng nhóm chạy như một đội nhỏ được huấn luyện bài bản trong môi trường này người bình thường hoàn toàn không biết nên đi đâu dù muốn giúp đỡ người khác họ cũng chỉ cảm thấy cả thành phố này mọi lúc mọi nơi đều có thể thấy những người đang cần giúp đỡ. Họ chỉ có thể chạy khắp thành phố đến khi hoàn toàn kiệt sức, nhưng cũng không thể làm giảm đi sự hoảng sợ đang diễn ra tại thành phố này. Cũng may là có hàng băng thông qua kênh trò chuyện chỉ đường cho Lục Tân. Cô đã kịp thời tổng hợp mọi thông tin và sự hỗn loạn trong thành phố vệ tinh số 2 này, đồng thời sàng lọc rồi nói cho Lục Tân biết bây giờ ô nhiễm ở đâu đã được kiểm soát, ở đâu vẫn đang trên bờ vực của sự sụp đổ, cần Lục Tân đến hỗ trợ. Có người đang tấn công vào bức tường cao, hàng băng trả lời vô cùng đơn giản và đầy kinh nghiệm, nhưng cô cũng cố gắng hết sức để truyền đạt vấn đề một cách rõ ràng. Đại tá Trần báo cáo sau khi bức tranh sơn dầu lấy từ cảng bạn phụ bị cướp, thành phố vệ tinh số 2 đã bước vào tình trạng giới nghiêm. Khoảng 20 phút sau, một số lượng lớn người dân đã tấn công vào bức tường cao ở phía nam thành phố. Do sự việc xảy ra đột ngột và nhân lực ứng phó không đủ nên khá đông người dân đã lợi dụng lúc hỗn loạn trốn thoát khỏi bức tường cao. Bây giờ, vẫn có một số lượng lớn người tụ tập ở đó, nơi đó cũng bùng phát ô nhiễm tinh thần sao. Lục Tân vô thức cảm thấy hơi lo lắng. Chương 155, hàng chục nghìn người khóc với người trại trẻ mồ côi của cô giáo Tiểu Lộc cũng nằm ở khu vực phía nam thành phố. Đó cũng là nơi hắn luôn quan tâm trong tiềm thức. Tạm thời chưa biết trên kênh trò chuyện câu trả lời của hàng băng khiến lục tân hơi kinh ngạc đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài hắn gặp phải tình huống hàng băng không đưa ra bất kỳ thông tin nào hắn không hỏi gì thêm mà chỉ tăng tốc dắt một chiếc mô tô ra khỏi đống đổ nát trên mặt đất với khoảng cách ngắn dựa vào năng lực của em gái tốc độ của hắn có thể nhanh hơn mô tô nhưng đối với quãng đường dài thì chạy mô tô vẫn nhanh hơn vả lại còn có thể tiết kiệm sức lực hơn nữa sau khi trải qua một thời gian dài hỗn loạn như vậy, Lục Tân lo lắng em gái cũng đã cảm thấy mệt mỏi. Hắn vặn ga hết cỡ, chiếc mô tô phát ra âm thanh ầm ầm chối tai, hai ngọn đèn pha xuyên qua bóng tối sâu thẳm. Lục Tân điều khiển chiếc mô tô với tốc độ và sự linh hoạt vượt quá lẽ thường, chạy xuyên qua đám đông hỗn loạn những chiếc xe ngang dọc khắp đường phố, tiếng nổ long trời lở đất cách đó không xa, phản chiếu bóng dáng hắn vụt qua mặt đất. Chẳng mấy chốc, Lục Tân đã tới khu vực phía nam thành phố, hắn phát hiện nơi này không giống với những nơi hắn vừa đi qua không có hỗn loạn cũng không có tiếng người ồn ào ngay cả trong các tòa nhà dân cư xung quanh đèn được bật sáng nhưng xung quanh thì tối tăm và yên tĩnh lẽ nào những người xung quanh đều đã đi tới vị trí bức tường cao rồi sao trái tim lục tân như đang treo lơ lửng từ nhỏ hắn đã sống ở thành phố cao tường nên hắn đương nhiên biết việc phá hoại và trèo tường là một tội nặng nếu tùy ý đến gần bức tường cao lính tuần tra có quyền trực tiếp giết chết hơn nữa trong tình hình thành phố hỗn loạn như thế này dù có ô nhiễm hay không việc tấn công bức tường cao có thể gây ra những phiền phức lớn nghĩ đến đây hắn vạn ga hết cỡ tăng tốc lao thẳng về phía bức tường cao chẳng mấy chốc ánh sáng chói mắt phía trước chiếc mô tô đã xuyên qua bóng đêm dày đặc chiếu về phía xa ngay sau đó lục tân đột nhiên sững sờ tình hình ở đây khác xa những gì hắn tưởng tượng hoàn toàn không hỗn loạn và điên cuồng như trong thành phố trái lại là sự yên tĩnh lạ thường khi ánh đèn chói mắt của chiếc mô tô lướt qua hắn thoáng nhìn thấy phía dưới bức tường cao lúc này có vô số người đang tụ tập một số người mặc quần áo lao động một số người mặc đồ ngủ lúc này tất cả đều đứng thành từng nhóm dưới bức tường cao ở phía xa có thể nhìn thấy rất nhiều người giống như vô thức lặng lẽ họ lắc lư người bước từng bước về phía trước phía trên bức tường cao có hai nhóm lính tuần tra cầm vũ khí nhắm thẳng vào đám đông phía dưới còn dưới bức tường có một đám người đông nghịch tụ tập họ không la hét cũng không vội vã trèo lên bức tường cao họ chỉ im lặng tụ tập dưới bức tường sau đó họ ngẩng đầu lên nhìn vào bức tường với sự im lặng chết chóc chuyện này là thế nào lục tân bị sốc trước cảnh tượng này hắn nhảy khỏi chiếc mô tô mặc kệ nó lao vào đống đổ nát rồi hắn nhìn xung quanh một lượt qua một cái khe hở từ khoảng trống trong đám đông bên kia nhanh chóng đi xuyên qua sau đó chân tay hắn cùng phối hợp nhịp nhàng nhanh chóng trèo lên bức tường cao suốt quá trình đó không có bất kỳ ai có ý định ngăn cản hắn lục tân thậm chí có thể cảm giác được những người dưới bức tường cao này còn không thèm nhìn hắn người nào nhìn thấy có người xuất hiện trên bức tường cao lính phòng thủ trên tường thành lập tức sửng sốt vội hỏi ánh sáng chói mắt từ một chiếc đèn pin rọi đến Ta là thành viên của đội đặc nhiệm, đang binh, đến đây để hỗ trợ. Vì có kinh nghiệm từ trước, Lục Tân sớm đã cầm giấy chứng nhận trong tay, vừa giơ tay lên vừa mở cho họ xem, "Người anh em, cuối cùng ngươi cũng đến rồi, vừa rồi ta đã thấy ngươi chạy mô tô đó như đang diễn xiếc vậy." Ánh sáng của chiếc đèn pin nhanh chóng tan biến, giữa đám đông, thằng lằn trong bộ trang phục vũ trang màu đen bước tới, thoạt nhìn, hắn cũng mồ hôi đầy đầu, giống như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt bước chân hắn thoạt nhìn hơi yếu ớt, hắn nói với vẻ mặt kỳ quái, người anh em, ta từng chứng kiến cảnh người khác khóc, cũng từng khóc với người khác, nhất là lúc đầu ở văn phòng an ninh, khi mười mấy khẩu súng đồng loạt chĩa vào mình, ta đã khóc quà lên, nhưng ngươi đã bao giờ? Trong lúc nói chuyện, hắn không khỏi cảnh giác nhìn về phía dưới bức tường rồi khẽ rung. Lục Tân cũng vô thức nhìn về phía dưới bức tường, sau đó hắn cũng không khỏi rung lên. Tiếp đó, Lục Tân nhận ra những người đã tập trung dưới bức tường không phải chỉ đứng đó mà không làm gì cả. Họ nhìn tất cả những người trên tường với ánh mắt đờ đẫn rồi từ từ rơi nước mắt. Vô số người, vô số khuôn mặt. Họ không gây rối, cũng không nói chuyện. Chỉ im lặng đứng đó, khóc thúc thích, giọng của thằng lằng tiếp tục vang lên một cách khó khăn. Ngươi đã bao giờ nhìn thấy hàng chục nghìn người khóc với ngươi chưa? Hết tập 7.